Thôi đừng la à. Biết rồi, kêu chồng chứ gì. Chồng mày đi rồi mày la phải không? Thôi đừng la ông cưng nha. Giờ ông thả đi nè, kiếm chồng về đây đi nha. Rồi tao thưởng cho, về thưởng cho nha. Đó, đi đi, tìm chồng về cho ông đi, chăm sự nhờ con hết đó. Về rồi không? Mới đi chơi chút mà ốm nghe. Ốm nghe mày, ốm rồi đó nghe. Đó, cho mày vô đây nè, cái tội mày tao phạt nè. Cái tội này là phạt nha. Đó, vô đây đi. Giỏi gì ông thương á. Rồi, chúc ông thưởng cho. Còn mày á, cái tội đi chơi, cái tội đi theo gái, bị phạt, nhốt mày ở trong đó một mình. Đó, cho mày biết thân này nha, không có đi nữa. Thôi vô trường đây con, vô trường đi em thưởng. Đó, em dịu chút, từ từ, có gấp đây, cho ăn luôn. Đó, ăn đi, có công thì thưởng, có tội thì chừng cho mày dạy học thôi, ở đó đi. Đó, ăn đi con. Bà này đâu mà không thấy xuất hiện vậy cho người ta. Bà này bà ngộ lắm nha. À, lúc mình đang cần á thì không thấy tâm hơi gì của bà hết á. Bà ơi, má Nhu ơi, cái gì vậy? Đó, nói nghe nè, kêu giật giỏng à. Bà làm ơn bà đi nhanh nhanh giùm tôi cái bước dài dài á, bà bước ngắn ngắn không à, bà ra tới đây cái tới chiều luôn à. Ơi mệt muốn chết à, làm như không á, mệt quá. Cái gì làm gì ở trong kia mà tôi kêu ngoài này muốn chết luôn á, không thấy vậy mà công chuyện với làm gì. Nghe dặn nè, tôi đi lên sớm trên chiều tôi mới về, bà với tám tàng với bể cò ở nhà canh hai con gà cho tôi, cho ăn uống đầy đủ nha. Tôi về mà mất một con đó là mẹ con bà đã bỏ một những thúng bưng đi luôn á. Biết rồi, không có nói tới nói lui nữa, mệt với bà quá. Nhớ không, hai con đó, tôi vô lấy nón rồi đi à. Ủa bé cò ơi, bé cò. Dạ. Vô ba biểu coi. Dạ. Con đi lấy thức ăn cho gà ăn giùm má nghe coi, sáng vô lu bu má quên rồi, lẹ đi ông về ông chửi chết á. Dạ dạ. Má, má. Gì vậy? Ủa sao má thả con gà ra chi vậy? Không để con cho nó ăn rồi ai thả? Trong lòng kế bên á, thả đâu mà thả. Con gà mái à? Hả? Gà trống đâu? Có lòng trống à, chung có gà trống. Trời đất ơi, vậy, vậy, trời đất ơi con ơi, vậy là mất thiệt rồi con ơi. Bây giờ làm sao? Trời ơi, kiểu này cho ông đuổi mình ra khỏi nhà luôn đó con ơi. Rồi để em đi kiếm con. Giờ làm sao? Ê, khoan khoan. Dạ. Gọi điện cho tía con đi. Gọi cho ông đi, ông về ông kiếm phụ. Dạ dạ. Nè đi. Gà ơi. Gà ơi. Đi đi. Về gấp. Có con gà cũng để mất là sao? Tự nhiên nó mất chứ có phải tại tôi hả? Tự mất sao được mà tự mất. Tía. Không chừng bị ăn trộm sao tía. Sáng sớm cho gà ăn là không thấy nó rồi. Ừ, đúng rồi đó. Anh Bảy nói đúng đó tía. Sớm mình nghe đồn của này ăn trộm nhiều lắm á. Đủ chia nhau đi kiếm, đứng đó có sao vậy? Dạ dạ. Dạ dạ. Qua phòng bệnh đi. Đi đi. Dạ. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, con gà mày nó bị ăn trộm cắp. Rồi bây giờ chạy vô buồng vô tủ kiếm con về chồng. Dạ, vậy thôi để con qua nhà của bà nhái con kiếm nghe tí. Ê. Để anh mày cho đi cho. Tao qua bệnh tao kiếm. Tao mất con gà thì đi kiếm con nhái là kiếm cái gì? Tào lao không à. Qua chạy gà gớm kìa. Kiếm cho tao. Dạ. Mày biết phải người ta không? Tự nhiên qua nhà ta kiếm kỳ lắm á. Kiếm hết nhà nào mình cũng kiếm hết á. Kiếm hết, xét hết nguyên xã này cho tao. Dạ dạ, vậy con qua con xét quán cô Hồng nghe tía. Xét luôn. Dạ. Thiệt tình chứ.
xóm này rất quá trời quá đất, thiệt bất gà, tức thiệt chứ. Chú hai. Gì mày? Chú hai, uống cà phê không? Con chở cho đi ủng hộ con cuốc xe. Cà phê cà pháo gì? Tao mất con gà tao đang quạo nghe. Mày đi kiếm con gà cho tao. Gà đâu kiếm? Qua bên nhà chính diện á. Kiếm con gà, chú cho con 20.000 tiền xăng nha. Mày kiếm có đi, tao cho mày 30. Vô bánh. Chú hai đợi tin vui của tèo. Toàn gặp ma quỷ gì không? À, chắc trong quán cô Hồng có nè. Bả trung tâm tin tức mà, cái gì bả không biết. Đi vô hỏi thử coi. Cưng ơi, cục cưng ơi. Cục cưng ơi. Ê, mày làm gì vậy? Ủa, cô Hồng, cô có thấy con gà trống của Tía con nuôi nó chạy qua đây không vậy? Nãy giờ tao thấy con gà trống mà đâu. Có con gà mái dầu đứng đây à. Gà mái dầu nào? Nè. Trời đất ơi, nước này mà con còn đứng đó cô giỡn nữa. Bây giờ con không biết con kiếm con gà trống của Tía con ở đâu luôn á. Ổng cưng con gà này dữ lắm. Gà mày làm như người á. Mày kiếm con gà khác mày đắp vô cho ổng là được rồi. Trời đất ơi, đâu có được đâu. Cái con gà này là nó rất là đặc biệt đối với ổng nha. Ổng coi như là một phần máu thịt, một người bạn chí cốt tâm giao của ổng đó nha. Chứ không phải đơn giản đâu. Ổng còn quý hơn tụi con nữa đó. Lỡ kiếm gà không được, Tía con về Tía con đánh con chết luôn á. Không sao đâu, lát tao qua kia, tao dẫn mày đi mua con gà khác, đưa cho Tía mày, yên tâm. Trời ơi, con nói cô Hồng nghe nè, cô biết thì sao không? Sao? Thiệt ra là cái con gà này á. Ủa, đâu ba? À, anh hai. Ờ. Tôi nói anh hai nghe cái này nè. Ngồi uống trà đi. Ngồi đi trời ơi, làm gì mà lắm đứng dữ vậy. Ngồi xuống uống nước. Dạ. Tôi có chuyện này muốn nói với anh hai. Chuyện gì? Thì xấu là giống như tôi sắp đi nước ngoài rồi. À hả? Dạ. Dạ, đã nghe. Mà rồi bây giờ là có con gà mà không có đem lên máy bay được. Thôi thì bây giờ tôi để lại nó cho anh hai. À. Mà anh hai nhớ á, đừng có làm thịt nó nha anh hai. Yên tâm đi, nếu anh để lại, anh gửi gắm vậy tôi sẽ thương yêu nó. Anh thương nó sao tôi thương y vậy đó. Dạ thôi anh hai, em Rồi. Dạ. Gà điều ha. Ngon anh hai. Ngon à. Dạ. Tao bữa đây tao nuôi đàng hoàng chứ có gì. Trời ơi, gà này khôn chứ, gà này dễ thương tâm nè. Chuyện là vậy đó. Thôi tao hiểu rồi. Nhưng bây giờ sự việc nó vậy rồi sao? Hồi tháng trước có thằng kia lại nó đòi mua con gà này 5 triệu. Mà Tía con một mực không có chịu bán. Má con bà giận bà chửi quá trời luôn. Thiếu điều muốn đem Tía con đi bán ngược lại luôn á. Mà bây giờ con gà không có được bán. Mà còn mất nữa, mất tiêu luôn rồi. Trời khổ thiệt luôn á. Mà con nói thiệt với cô Hồng nha. Con mà phát hiện thằng nào con nào nó ăn cắp con gà của Tía con đó hả, con bắt nó, con cắt cổ, con nhổ lông, con xé phai, con đưa vô nồi cháo hết. Ủa, mua gà hả mấy con? À, không, Tía tôi mất gà kêu tôi đi qua đây kiếm. Mà gà Tía bị mất, mắc gì qua đây tìm. Chẳng khác nào mày nghĩ tao ăn trộm gà. Có đâu, tôi đâu nói ăn trộm cướp gì đâu. Thì tại Tía tôi nói gà bị mất nên đi kiếm vậy đó mà. Đó, một đống gà đó, vô coi con nào của Tía mày thì cầm về dọn. À. Có không? Không thì đi về đi. Đứng đây em gì? Chỗ người ta làm ăn. Kiếm gì mà kiếm. Dạ xin lỗi. Con, ăn đi con. Dạ. Ngọt quá. Dạ. Ba Lít ơi, Ba Lít. Có nhà không Ba Lít ơi? Ê, ruột Tèo. Vô chơi. Vô chứ. Ủa, Tèo đó hả con? Chú Chính. Thôi, sẵn bữa đây ngồi mần chén cháo đi. Nghe không? Thôi con đi vòng vòng chơi chút về chú ơi. Xuống lấy cái chén cho anh. Dạ. Thằng thôi không ăn đâu mày ơi. Cái thằng thanh niên trai tráng mà mắc cỡ gì con. Ngồi đi, húp chén cháo cho nó ấm bụng. Ngồi xuống con. Ngồi xuống đi. Tại chú Chính mời con mới ăn chứ không ăn chực đâu nghe mày. Ừ. Anh ăn chén có sao đâu. Đã quá ta. Yeah. Rồi đó. Trai thì Tiết Hạnh làm đầu, còn bạn làm cái đùi nè. Vô.
cầm chắc chắc nghe để gớt dập giò tao á. Ôi, mùi chà bự chà bá. Dạ, xin phép chú chính con được ui cái đằng. Đâu, ăn đi, cái thằng thiệt thiệt. Ê anh Tèo, ui cái đằng là cái gì vậy? Là ăn cái đùi á. Thịt nó dai mỡ dai giòn ngon ghê luôn á. Thôi, gà trống mà nhà tao có bao đời ăn gà mái đâu. Chú chính hỏi nè, có giận gì chú hôm sau hôm nay không thấy qua đây chơi? Đâu, đâu, đâu có giận gì đâu. Sao đang ăn cái đùi gà bỏ xuống vậy? Ui da, chú chính ơi, tự nhiên con đau bụng quá chú chính, đau bụng quá ba lít rồi. Dạ, thôi, con xin phép chú con về nghe chú chính. Dạ, gì kỳ vậy? Ăn thịt gà trống sao đau bụng quá? Con về trước, chú chính ở lại ăn cho cái dĩa thịt gà này nó ngon miệng nghe chú chính. Về cẩn thận đấy nghe con. Kệ, vậy còn như được cái đùi, bự quá, dứt luôn. Ăn đi. Hả? Thiệt, tao nói giống mày chi? Rồi giận sao? Ê, mà mày còn ở quán của Hồng không? Tao chạy qua liền nè. Con, anh qua đây anh nói rõ cho tôi nghe đi, nhanh nha. Nhanh nha. Ừ, đợi tao nghe, tao qua liền. Ừ. Trời đất. Chết rồi, trời, sao giờ? Gà của tía bị lên nồi cháo rồi. Anh Tèo. Tám. Sao rồi? Từ, cho tao nghi mệt tí xíu mày. Trời đất ơi, lẹ, nghĩ mệt gì nữa. Hồi nãy, tao chạy qua bên nhà chú chính, thấy nguyên gia đình ổng đang nhậu với cháu gà bên á. Rồi sao? Ổng cũ tao vô nhậu luôn. Rồi ổng có vô không? Vô chứ sao không mày, húp được miếng cháu gà ngon dễ sợ. Bởi vì tôi không có ngờ con người của ông ha gì miếng ăn, ông ham ăn vừa phải thôi ha. Tía tôi kêu ông đi kiếm con gà cho tía tôi, ông kiếm hôm qua ông ngộng ăn ngược lại là sao? Đừng nói vậy chú hai, chú hiểu lầm giận tao nghe mày. Tao húp miếng cháo gà thôi chứ tao chưa có ăn thịt gà, tới 30.000 lận ngu sao ăn. Tôi đi mét tía tôi nè. Ê, lên xe tao chở về cho. Ờ, chở tao đi giùm nha. 15.000 nữa nha. Trời đất ơi, giờ này còn đòi tiền nữa, đi quỷ. Tức thiệt chứ. Tao biết thằng nào bắt con gà tao cũng tới số. Chú hai. Tía. Có gà không? Kiếm được chưa? Thằng nào? Tía, chú chính diện á, bắt con gà nhà mình nấu cháo ăn thịt rồi tía. Ủa? Nó nấu cháo rồi sao mày biết con gà mình? Thì con mới bên nhà chú chính về nè, con thấy nguyên gia đình đương ăn cháo gà bệnh, có cho con ăn cái đùi gà trống nữa. Vậy là mày có ăn thịt gà tao phải không? Khỏi trả tiền xe mày nha. Đâu có, con mới húp miếng cháo gà cái con nhớ trực, con trả lời cái đùi chạy về đây cho chú hai hay nè. Mày chở tao qua nhà chính kìa. Qua nhà chú chính hả? Chú hai cho con xin thêm 25.000 nữa nha. Mày đi. Dạ. Đó nè tía. Mày tới số với tao. Dạ, lỡ chốt, mày chạy đâu vậy? Quên. Chính chuyện rồi, chính chuyện. Chào anh hai, anh hai mới qua hả? Đúng rồi mày. Kiếm em có chuyện gì không anh hai? Mày ngon rồi ha. Trên thế gian này hết con mày ăn hay sao mày bắt con gà tao mày ăn? Hả? Anh hai nói gì kỳ vậy anh hai? Gà gì của nhà anh mà em bắt? Kỳ cái gì mà kỳ, có người ta theo dõi mày. Hồi sáng này nè, gia đình mày ăn cháo gà, mà trong khi đó là tao mất con gà trống là sao? Là mày không bắt thì ai vô đây bắt con gà tao? Anh đừng có tưởng cả cái ấp xẻo lá này có một mình nhà anh có gà. Kỳ cục anh nói chuyện gì kỳ quá anh hai. Nhưng mà trong lúc tao đang mất gà mà mày ăn cháo gà là mày. Em nói anh nghe nha, mình lớn rồi, phải ăn nói cho nó đàng hoàng. Ăn bậy được chứ không có nói bậy được nghe anh hai. Mày đừng có nói chuyện đó, tao cho người theo dõi không rề lận. Tao, mày chờ đi, mày chờ có chứng cứ đàng hoàng đi, rồi tao sẽ vạch mặt ra. Có người ta khai rồi. Tôi thích anh á. Ừ, mà thằng nào con nào nói, tại sao anh không chỉ cho tôi coi? Cái đó để mày về tao bàn với thằng Tèo sao, rồi tao sẽ trả lời với mày. Tao, rồi người nào khai mày, mày còn mời người ta ăn cái đùi của gà tao nữa mà. Mày ở đó mày chờ đi ha. Ừ, tôi thích anh á, anh cứ tìm bằng chứng đi. Chú hai con trở về. Tao đi bộ. Vậy thôi trả còn cái nón bảo hiểm. Đúng là cha hai lúa này, ăn nói tào lao. Làm gì hát mặt công tử ôm sùm dĩ té đó. Mày coi cha hai lúa kìa, tự nhiên mất gà ghét mất cậu gì ở nhà vậy? Dạ nói tao qua đây tao ăn cắp gà của dạ đặng làm thịt ăn, mày thấy nóng không tía? Có bắt á thì
chịu đại đi tía, người ta còn khoan hồng cho mình. Mày là mày con tao đó nha, nha. Con tao mày còn nói vậy. Mày biết con gà đó đâu không? Thằng Tư nó đá độ, thua. Nó đem cái xác con gà về nó bán rẻ. Tao mua về cho cha con ăn. Ủa chú Chính, chứ con gà đó không phải của chú Hai hả? À thì là mày. Nãy giờ mà cha Hai Lúa nói mày ăn cái đùi gà rồi về nói với giả là mày, đúng không? Bởi người ta đồn không sai, mày là cái loa thông tin của cái ấp Sẹo Lá này, đúng không? Đồn cái thứ nhiều chuyện. À, không phải con mét đâu. Tại con sợ chú Hai hiểu lầm là chú Chính bắt gà của chú Hai, cho nên con nói chú Hai biết thôi, chứ con không có mét. Bỏ nghe con, đừng có cái tật nhiều chuyện vậy ăn. Tao đi tự tử đây. Ôi tía là sao? Là tao đi đập đầu cha mày đó. À, chú Chính. Tía tao ở đâu trong đó ông đi vậy ta? Ông giận tao rồi. Tại tao đâu biết đâu. Hồi sáng mày cũng thấy là nhà tao ăn gà trống mà bác Hai ra nói gà trống nữa nên tao mới nghi kỹ ta. Nè, cái thái độ của tía tao á là nhìn vậy là chắc ổng không có ăn đâu. Mà giờ nếu mà tía tao không ăn thì con gà nằm đâu? Ai biết nằm đâu. Ờ, nhiều khi con gà nó cũng giống như tụi mình, chỗ nào đông đông vui vui là nhào vô hả? Đông đông chứ. À, Vũ Trường. Ủa, sao mày hô đi vũ trường mà ra đây đợi ai hả? Tới rồi. Tới đâu? Tới vũ trường rồi. Vũ trường gì? Đó nè, vũ trường, trường gà đó, quá trời luôn. Vậy tao tưởng đi vũ trường thiệt, làm tao thay bộ đồ. Cho bỏ cái tặc mày, ngựa. Ê, mà mày ra đây để mà kiếm con gà của chú Hai hả? Ừ. Ê, mà hôm bữa bác Hai nói là con gà nhận dạng sao vậy? Con gà đều, chân vàng. Mà sao tao thấy con nào cũng giống con nào? Sao vậy? Cục tác. Quay, theo. Gà điêu, chân vàng. Ê, ai hiểu không? Không biết nữa. Tao thấy hơi giống chú Hai kể, không biết phải không nữa. Coi dưới cái chân nó có cái thẹo không? Cái chỗ mà chú Hai nó có cái thẹo cắt. Ê, hình như có cái gì kìa. Phải không? Quay lại đi, rồi về coi thử có đúng hay không. Ờ, quay chưa chắc ăn. Nè, tao quay mày lại mày. Ở yên đây nha. Đừng yên, nó quay phim mày một cái. Ừ. Ê, tụi bay làm gì hả? Ê, làm gì? Quay phim. Quay phim gì? À, con gà của Ruột đẹp quá. À, tôi tính quay lên để tôi... có người nào mua, tôi giới thiệu cho mày. Đúng rồi. Giới thiệu bán gà giùm mày. Vậy được. Về. Về. Đừng bán gà này nha. Đừng bán nha. Mấy cái thằng này phân công cái nhiệm vụ đi tìm có con gà đó. Mấy ngày nay không có tìm ra con gà thiệt tình. Bác Hai. Được rồi phải không? Có rồi chú Hai. Có rồi phải không? Có kìa. Đâu? Nè bác Hai. Đâu? Hồi nãy con đi qua bên chuồng gà của thằng Dương á, con thấy nó đang sổ, con quay lại nè. Quay video lại chú coi thấy con gà của chú không? Chú Hai, chú coi cho kỹ nghe, để mắt công gà giống gà rồi mít lòng nữa á. Đúng rồi, nó nè, gà điêu nè. Sao hai mày không chịu chuộng con gà về cho tao? Bao nhiêu tiền cũng được hết á. Có, tụi con thấy con gà giống của chú Hai cái tụi con hỏi mua liền mà nó không có chịu bán. Đó, tụi con năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà nó không là không với chú Hai. Thằng nào vậy? Dạ, thằng Dương ở xóm dưới á bác Hai. Bây giờ làm sao đây? Làm sao mới bắt con gà về cho tao đây nè? Mà bác Hai, nó ăn cắp gà của bác Hai mà bác Hai đổ thừa cho tía con không à. Làm con nhằn tía con quá trời luôn. Tao xin lỗi tía con mày, cái đó tao bậy. Cũng tại ông nội này nè. Thôi, con xin lỗi chú Hai. Tại lanh con. Không phải mà một hai mày quả quyết. Cái đùi gà giống hệt đùi gà tao. Xém chút tao lại cha con chính diện rồi thấy không? Cười gì? Thôi, con lộn chút xíu mà chú Hai cũng nhớ trả tiền kiếm gà cho con nha. Đáng lẽ tao phạt mày nữa. Bồi thường danh dự cho người ta kìa. Đi tiệm gà về đi, rồi tao thưởng. Dạ.
Cảm ơn chú Chính nha. Sao anh hai? Bữa nay nhà mất ngỗng mất dịch gì nữa qua đây vậy anh hai? Anh coi mất cái gì đó chửi luôn, chửi một lần đi. Thôi chú nói trên đầu cổ tôi làm chi. Bữa nay tôi qua đây trước thì tôi cũng nói thiệt là tôi xin lỗi chú Chính. Bữa hổm mà tại vì tôi nóng tôi cũng hơi hồ đồ. Rồi tôi la tôi hét vậy tôi thấy tôi về nhà tôi thấy cũng bậy. Chú Chính thông cảm. Con gà này thì tôi quý nó dữ lắm. Mà nó mất vậy đó mấy đứa nó nói chú Chính bắt gà tôi, chú Chính ăn, chú Chính giọng. Thành thử tôi nóng. Thôi chú cũng thông cảm bỏ qua. Mình bà con chòm xóm không. Tôi thông cảm cho anh chuyện anh nóng ruột con gà. Nhưng mà mình lớn rồi. Ăn nói cho nó đàng hoàng. Nói cái gì phải có sách, mách có chứng. Tôi nói thiệt với anh là bữa là tôi giận lắm á. Nhưng mà tôi nghĩ á, thôi hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Cho nên tôi không có chấp. Tôi cũng biết chú xóm này chú hiền nhất mà. Để tôi cảm ơn chú nha. Vậy tôi về chú Chính đây. Từ nhỏ tới lớn tao mới thấy mày tốt cho tao một lần. Thôi về cẩn thận á nghe. Già cả rồi ăn nói cho nó đàng hoàng chứ gặp tôi chứ gặp người khác là coi coi chừng á nghe. Ê ông Dương, hôm bữa ông cho tôi coi con gà tôi thấy ngon quá. Không thấy ông để lại cho tôi đi. Năm chai. Ôi gà hơi năm chai mắc dữ gì ruột. Gà chiến mà tiền nào của đó quen biết mới để ra đó nha. Phải rồi mày ơi, thì ta gà xịn năm chai đúng rồi. Nhưng mà anh phải cho tụi tôi coi lại con gà mới được à nghe. Được chứ, chờ chút nha. Ôi dồi dồi. Địch đã động, ta chuẩn bị bắt địch. Đây, nè, thích chưa. Trời, nè, thấy không. Hang, bắt quả tao thấy không. Con gà của tao nè, mày ăn cắp không. Chú đừng có nói là bậy nha. Gà nào gà của chú, rõ ràng là gà của con mà. Con gà này là con gà của tao nè. Mày biết con gà tao yêu tao quý nhất không? Tao có làm dấu đàng hoàng nha. Mày coi đi, mày lắc cái chân nó lên coi. Đúng đó, rồi, đây, không? đây. Đó, nói không? Dạ, con xin lỗi chú. Con lỡ dại, chú bỏ qua con lần này. Lần này tao tha nha. Lần sau á, tao báo công an đó cho mày biết vậy đó. Đưa gà đây coi. Tại mày không á, mà tía tao bị hiểu lầm á. Thanh niên trai tráng lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ chứ. Mày nuôi biết bao nhiêu gà đây nè. Đó. Mà mày nỡ lòng nào mày đi bắt con gà của tao. Dạ con xin lỗi chú. Mai mốt còn dám làm gì nữa đâu. Chú đừng báo ngàn chú. Làm như vậy đó. Mang tiếng mang tay ở cái ấp xeo lá này nè. Về mày. Dạ. Chú. Gì? Con chuột lỗi. Tặng chú con gà. Chú thích con nào chú bắt con đó. Thôi không cần mày. Tao bắt gà tao về được rồi. Về mày. Chú hai. Chú. Trời ơi. Mày nguy hiểm luôn rồi mày. Chú. Trời đất ơi. Ta cho con gà mà không chịu lấy. Chú hai ơi. Chú hai. Má bay á. Bà nói tao. Mà bà đi đâu á. Là bà mọc rễ tới đó đó. Tới giờ ăn cơm cũng không biết đường về nữa. Nhà này riết rồi tao. Không biết nói ai nữa giờ. Dạ mời tiên cơm. Con Tám Tàn kìa. Cái bụng mày có chút ép à. Dòm vô á. Thấy ruột non ruột già trong á. Mà tối ngày cứ ăn kiêng ăn cử hoài là sao. Nói tao nghe coi. Kệ con nghe tiếp. Tiếng ăn cơm đi. Kệ cái gì? Trai tráng mày ăn uống kiểu đó là lấy sức đâu làm ruộng. Ủa? Con đâu thích làm ruộng đâu. Ủa làm ruộng có gì mày không thích? Thì không có gì. Nhưng mà con không thích làm. Ý mày nói làm ruộng tay lắm chân bùn chứ gì. Cái nghề thực chất nó như vậy mà tía. Ủa mày tưởng làm ruộng dễ ăn lắm hả? Đâu phải ai muốn làm ruộng cũng được đâu con. Thì con biết nó khó. Cho nên con mới không thích làm thôi. Nhà mình á, bốn đời làm ruộng. Có gì đâu khó. Nó không có khó. Nó dễ ẹt hà. Nhưng mà tại vì con không thích làm thôi. Tại sao mày không thích? Mày thích cái gì? Nói làm ca sĩ tía ơi. Chưa có hỏi con. Chưa tới lượt. Để tao làm việc từng đứa. Còn đứa nữa, còn đứa già kia về tao mới làm việc sao. Trời đất ơi là trời. Có ai hiểu cho cái nỗi lòng của con không vậy trời. Thôi tía lo tía ăn cơm đi. Cơm canh nguội hết rồi kìa. Tao không ăn. Chừng nào mày giải thích câu đó đi. Tao mới ăn. Thì tại vì con thích làm ca sĩ. Tự con thích thôi chứ đâu có ai xúi biểu gì con đâu. Con xin lỗi tía. Ai cho mày thích? Tao cấm không được làm ca sĩ nha. Dạ con biết rồi. Ở nhà làm ruộng.
Ở nhà mà ruộng. Sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta? Làm gì vậy? Tôi cân coi tôi có giảm được ký nào không? Mày muốn giảm cân thành công á, tao nghĩ tốt nhất là mày nên giảm bớt lên cái cân này. Có giảm được ký nào đâu. Mà mày làm ruộng mà mày giảm cân chi? Phải mập mập vậy mới có sức mần ruộng mày ơi. Ủa? Tôi nói tao đi mần ruộng hồi nào? Tại hồi trưa tôi nói như vậy á, để cho tía đừng có dằn tôi thôi. Ê, mày lừa tía ha. Tao mét tía, tía quánh mày chết luôn nè. Thì chị coi nè, tôi sẽ cố gắng làm ca sĩ nổi tiếng á, để cho tía biết. Trời ơi, lại ca sĩ. Tao nói thiệt với mày, mày làm ơn mày bỏ mấy cái ước mơ hão huyền đó đi. Bây giờ ca sĩ quá trời luôn á. Ở trên Sài Gòn á, ta nói gì nè, ca sĩ giờ mọc lên gọi như là nấm mọc sau mưa vậy đó. Riết là người bình thường ngỡ thân ca sĩ nữa. Mộng làm cái gì? À, mà chị giáo nè, sau này tôi làm ca sĩ á, chị làm quản lý cho tôi nha. Gì? Tao quản lý cho mày hả? Thôi, tao không biết đâu quản lý. Trời ơi là trời. Sao? Sao làm quản lý cho em nha? Thôi, trời ơi, mày đừng có làm cái mặt đó mà ép tao. Cái gì có gặp quản lý dở dở như tao, ít ra phải quản lý đứa ca sĩ nào mà nó hát hay, nó nhảy đẹp chút. Đằng này mày hát dở con vịt nhà mình nó kêu. Nhảy thì tao nhìn tao còn ói nữa. Đã vậy mặt thì xấu, dáng không đẹp. Quên. Xin lỗi. Lỗi mà Tám. Lỗi vãi cái gì? Tôi nhờ chị giúp tôi á, chị không giúp thì thôi. Mắc mớ thì chị xài xể tôi, chị nói nặng tôi vậy. Tao có xài xể mày đâu, tao chỉ nói thiệt thôi chứ bộ. Nói thiệt lòng gì kỳ vậy? Mai mốt tôi không nói chuyện với chị nữa đâu. Thôi vậy đi, tao đi vô. Trời, nói vậy mà bỏ đi thiệt đó hả? Rồi, tắt giùm đi. Coi cái gì ba cái khùng điên đó mà coi hoài. Mệt quá. Anh hai, bộ nghe nói nó mộng làm ca sĩ lắm hả anh hai? Hát dở như hạch đòi ca sĩ. Trời đất ơi. Ca sĩ cái gì mà ca sĩ? Nó quay rồi nó đưa lên chơi vậy chứ ca sĩ ông nội tao chứ ca sĩ cái gì. Mấy đứa nhỏ giờ vậy đó, có điện thoại nè, hở chút gì cũng quay, ăn nhậu cũng quay, rồi nhảy cóc nhảy nhái, rồi ca hát tầm xàm gì cũng đưa lên đó. Cái này chắc nó hát chay á, chứ người ta có phòng thu đàng hoàng ca hay lắm. Mà đâu phải ca sĩ nào cũng hát hay đâu. Trời trời trời, ca sĩ không hát hay sao làm ca sĩ? Vậy chắc làm loại sĩ quá à. Đó đó, bây giờ nó vậy á, nhiều đứa nó quay tào lao vậy đó. Cái nó đưa lên mạng, vậy mà có nhiều đứa cũng nổi tiếng rồi nha. Ủa mà anh hai, nó vậy mà anh cũng để được hả anh hai? Nó lén tôi đó chứ, tôi đã cấm tiệt ba vụ này rồi. Ở đó một ca sĩ vậy tôi bắt làm ruộng sấp mặt luôn chứ, ở đó một ca sĩ. Ồ, làm ruộng sấp mặt luôn á. Trời, cái này quất một cái nó đã tay cho mày. Tía. Sáng thấy tích cực quá. Nghe tía hỏi nè. Hỏi gì tía? Con có giấu tía gì không? Con có giấu tía gì đâu. Mày còn mộng làm ca sĩ nữa không? Dạ không. Con bỏ rồi. Cái nghề ca hát mà đi theo làm gì tía? Thiệt không? Dạ thiệt mà tía. Đâu phải mà đứng đó mà nhảy nhót cho thiên hạ ta bàn tán hoài kỳ lắm tía ơi. Tía suốt ngày tía đi ra ngoài đường tía nghe lời người ta nói xấu con không à. Không ai rảnh đâu đi nói xấu con. Phải không? Thiệt là mày không còn mộng là đi hát hò gì nữa phải không? Thiệt mà con bỏ rồi. Sao mà tập chi vậy? Hả? Không để gì dưỡng sức đang làm cày ruộng. Tía thì tía giỡn hoài. Mà ruộng mệt cũng chết luôn vậy đó. Con tập này nè, chỉ tập cho khỏe, tập cho vui thôi. Muốn cho nó nở cơ bắp chứ gì? Dạ đúng rồi tía, đúng rồi. Để tao chỉ cho.
trời, Duyên quái gì quá vậy? Vui lắm hả quầy? Khùng quá gì á. Mày giết bắt trước ai mà lương lẹo dễ sợ luôn. Dám lừa tiếng hả? Muốn nổi tiếng hả? Được rồi, anh mày quay xong, anh mày đăng lên cho mày nổi tiếng luôn. Dạ, gì tía? Đây. Dạ. Đu lên cái nhánh này nè, hít lên. Hả? Này nha tía. Ừ. Trời ơi, đâu được tía. Trời đất ơi, cái nhánh này hồi xưa tía làm hoài à. Muốn nở cơ là phải đu lên đó đó. Để lên đi, tao chỉ cho. Dạ. Ừ. Cố lên. Lên đó tía. Ờ, lên. Dạ. Rút lên. À, một lên. Một. Hai. Ba. Ô, cái này nếm gì mày nhát ba, mày đu cây hay gì chứ ta hít gì kỳ vậy? Tía ơi, cho con xuống đi tía ơi, con mệt quá tía ơi. Mệt quá. Mệt hả con? Cho con xuống đi tía. Mệt thật nghĩ đi con. Dạ. Cái gì đâu mà mới hít có mấy cái mặt mày xanh như đít nháy. Mệt quá tía ơi. Mệt nghỉ chút đi, mai làm tiếp. Thì bây giờ á, chị Sáu Nhú chỉ đồng ý làm quản lý cho tôi rồi đó. Chỉ cần một mình anh giúp tôi thêm nữa thôi là trọn vẹn à. Thì đúng rồi, chị em trong nhà không mà, không giúp thì ai giúp? Không phải, ý của tôi á là chị Sáu Nhú, dù gì chị cũng ở trên Sài Gòn lâu rồi, chị nắm được cái tình hình showbiz âm nhạc như thế nào. Cái thứ hai á là chị cũng đồng ý làm quản lý cho tôi, thì có nghĩa là chị cũng đã tin tưởng tôi, là nghĩ tôi sẽ là một người ca sĩ có tiềm năng, sẽ nổi tiếng đàng hoàng đó. Chị ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay không phải đơn giản đâu. À, hiểu rồi. Với lại tôi thấy cái vùng đất xẻo lá này bây giờ á cũng phải cần có một người làm rạng danh cái vùng đất này lên. Tôi quyết định á sẽ phải trở thành một ca sĩ chân đất thành danh. Ủa lộn, cái này chân chó không phải. Chân chó đó, chân đất là gì nè, thành danh phải không? Lúc đó tôi sẽ tự hào, tôi lên tivi á, tôi trả lời phỏng vấn là tôi là một người con của vùng đất xẻo lá này. Bình thường ăn cơm ăn gạo xẻo lá thôi cũng mang mộng lớn dữ ha. Rồi, giờ muốn tôi giúp cái gì? Nói đi. Đợi tôi xíu. Cái vấn đề mà tôi cần anh giúp ở đây á là hàng ngày á anh cải trang thành tôi. Anh đi ra ruộng á, anh đứng anh cài cút cút, cài cút cút gì nè. Đó, tại vì ông già tía tôi bây giờ á, ổng là trao lại cái mảnh ruộng cho tôi rồi. Nên chỉ cần hàng ngày anh ra anh đứng anh làm giống tôi á, cái ông già tía tôi hàng ngày cái ông đi ra vậy nè. Đó, thấy không? Đi ra vậy nè. Đứng đằng xa, nhìn thấy tôi đang cài xới xới là ổng đi về rồi. Đó, vậy thôi dễ không có gì hết á. Thấy không? Nghe gắn giúp tôi nha. Với lại giúp tôi nha, giúp tôi phải không, đồng ý phải không? Ê, mà khoan đã. Ừ? Tuy tôi là dân quê chánh gốc, nhưng mà nào giờ không biết bằng ruộng, chỉ biết nhổ cỏ và giải phân thôi à. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì khó khăn lắm thì biết nhiêu đó là được rồi. Tôi nè, tôi có biết làm gì đâu. Cái điều quan trọng của tôi bây giờ á, tôi phải cố gắng luyện thanh, luyện giọng hát của mình, xây dựng hình thể cho mình nữa. Tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi được mà. Anh ráng giúp tôi đi, sau này tôi nổi tiếng á, tôi sẽ không có quên ơn anh đâu. À, mà đằng nào anh cũng nhận tiền rồi, cho nên á, anh phải ráng giúp tôi nha. Với lại á, tôi nhờ anh thêm gì chút xíu nữa thôi. Chuyện gì? Anh làm giám đốc hình ảnh cho tôi nha. Ủa, nào giờ tôi chỉ biết mấy cái giám đốc phân bón thuốc trừ sâu à. Giám đốc hình ảnh là làm cái gì? Trời ơi, anh không biết, lạc hậu với sợ luôn à. Giám đốc hình ảnh á, làm chụp hình cho tôi nè, rồi quay MV cho tôi đưa lên mạng đó. Ủa nhưng mà sao không nói chị Sáu Nhú chịu làm trong rồi mà. Chị Sáu Nhú chị chỉ làm quản lý cho tôi, đi tìm hợp đồng cho tôi, đi ngoại giao rồi ký hợp đồng thôi. Còn mọi chuyện á là anh lo cho tôi đó. Để anh cho mày một bài học, cho mày bớt ảo tưởng. Chừng nào quay? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
như nhau. Đến đâu? Wow, xuất sắc, xuất sắc. Như thế. Ê mà khoan, tan. Ừ? Ông hát to to lên để máy ghi âm nghe cho nó rõ. Trời ơi, cái vụ mà ghi âm thu âm để về phòng thu người ta lo. Còn bây giờ anh chỉ việc anh ghi hình cho em đẹp là được rồi. Vậy nha. Ok. Rồi tiếp tục nha. Bây okay, giờ cuộc vậy nha, chó đẹp nha. Buộc vô vậy nè. Rồi, xuất sắc luôn. Tuyệt vời. Được chưa, được chưa? Tôi thích này, chơi này. Lòng lấy tuyệt vời chưa? Tôi thích, ừ. Ê, mày nói nghe nè. Cũng cảm ơn ông nghe. Sao? Nhờ ông mà tôi mới phát hiện ra là tôi cũng thích làm ca sĩ. Trời ơi, cũng thích nữa hả? Cái gì giống tôi vậy? Trời ơi, không có dễ đâu ông. Làm ca sĩ á, là người ta còn phải luyện thanh nè, rồi xong rồi vô phòng thu âm nè, phải tập hình thể, nó nhảy múa, nhảy nhót, đồ vũ đạo, đồ nữa. Chứ phải đơn giản như ông nghĩ đâu. Ừ. Ê, ngoái bây giờ rảnh. Này, ngoái, xúc. Hát bài nghe chơi thử được không? Hát bài phải không? Cái bài này tôi mới tập bữa nè, để hát nghe nha. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đâu lắm, đâu lắm. Ông chọn cái style tông gì mà hát nghe kỳ cục vậy? Hát đâu trên trời vậy ông nội? Trời ơi, cái tông đó là tông của tôi rồi, cái chất riêng, nghệ sĩ phải có chất riêng chứ đâu giống ai được đâu ông. Hiểu rồi. Cái gì vậy? Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm, đau lắm. Trời ơi, ông hát cái chất riêng của ông hay ghê luôn á. Tôi chưa nghe ai hát như ông luôn á. Ông hát dưới đất, tôi hát trên trời, âm dương hợp lẫy nhau. Bá đạo thiên hạ. Ừ, yeah. Wow, xuất sắc. Tôi nói với ông rồi, làm nghệ thuật mà cứ như ông á, thiệt thà như đếm sao làm được. Đó, công tình tôi quay hình đẹp lung linh lộng lẫy vậy đó mà có mấy chục view à. Nghe lời tôi đi, cởi đồ ra đi. Không cởi đồ thôi, bây giờ ông ăn mặc lộng lẫy lố lăng cũng được nữa. Quan trọng bây giờ là mình phải tạo cái hình ảnh trước, nổi tiếng rồi lúc đó người ta mới chịu nghe ông hát. Ông phải nghe lời tôi, thay đổi đi, tôi đảm bảo với ông á, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Máy chạy nha, chuẩn bị nha. Nè, đang lia máy nè. Rồi, diễn đi. Đúng rồi. Mềm mại hơn nào, động tác mềm mại vô coi. Đúng rồi. Ê, nói nghe nè, ông mấy giờ nghỉ mệt chút xíu rồi tôi chóng mặt quá. Ủa, mới qua chút xíu rồi mệt rồi hả? Trời ơi, thằng Tám Thang nó bị sao vậy? Anh hai, tôi tưởng nó mê làm ca sĩ thôi chứ anh hai. Không ngờ giờ nó làm diễn viên luôn anh hai. Ôi, nó là con trai, mà sao nó mặc đồ con gái vậy? Nó bị gì vậy ta? Trời ơi, bởi vậy, lúc trước tôi thấy nó ổng ẻo, rồi nó ăn bận le lẹt, là tôi nghi rồi. Thôi, dẹp vụ này đi nha. Tôi nói rồi đó, từ ra sắp tới ai mà còn bàn tán tới con tôi đó là không yên với tôi đâu à. Vui. Chị ơi, giờ này con bấm rồi. Chị ơi, còn coi cái clip của mày nữa. Gì vậy? Đi vô độn mông lẹ lên đi. Độn mông chi bị khùng hả? Chị ơi, mày muốn biết gì á thì mày đi hỏi con ba dai. Mà giờ cũng không kịp đâu, tí về tới rồi. Mày đi vô độn mông lẹ cho tao. Mày độn lại liền giùm tao cái đi. Rồi. Tám Thà. Đi. Tám Thà đâu? Ra đây tao biểu. Tám Thà ơi. Ra đây tao biểu. Dạ. Quá trời quá đất rồi ha. Dạ tí kêu con. Mấy con. Dạ. Vô lấy cái chổi cho tao. Mày nằm xuống đó. Dạ nằm chi tí. Tao biểu nằm xuống đó. Dạ nằm. Vô đây. Tám Thà. Dạ. Mày có dấu tiếng chuyện gì không? Khai thiệt đi. Dạ. Con nói ra tía
Tía đừng đánh con nè tía. Sao đi? Thì tía hứa tía thà cho con đi, con mới nói. Chuyện gì? Nói nghe coi. Dạ, con có quay clip, con up lên trên mạng đó tía. Ủa tại sao mày làm chuyện đó? Dạ, tại vì con ước mơ làm ca sĩ. Ủa, hôm đó mày đã hứa với tía là mày bỏ cái ước mơ làm ca sĩ rồi mà. Con xin lỗi tía. Còn chuyện gì nữa không? Khai luôn. Dạ, con có nhờ anh Ba Giai á, hằng ngày đi ra ruộng giả làm con để mần ruộng giùm con á tía. Trời Phật thánh thần tiên. Dạ tía ơi, tía hứa tía không có đánh con mà tía. Tao hứa rồi nhưng mà tao tức quá tao kìm không được, thấy không? Còn chuyện gì nữa không? Khai luôn đi. Con lấy tiền trong tủ, con trả công cho anh Ba Giai á tía. Lấy bao nhiêu? Dạ có mấy triệu mà tía. Có mấy triệu hả? Ít quá hơn con nha. Mày ăn cái gì mà mày liều mạng quá vậy Tấm Đạt hả? Dạ tía ăn cái gì con ăn cái đó. Không phải, con ăn gạo của tía, ăn lúa của tía trồng. Tía, con biết lỗi của con rồi tía. Mấy bữa nay con ăn kiêng á, con thiếu chất. Tía mà đánh con bị tụt huyết áp, máu nó không có lên não, con chết á, con bỏ tía má, con bỏ anh chị lại á tía. Mày giỏi lắm, tao hết dạy mày nổi rồi Tấm Thà. Tía, con biết lỗi của con rồi, con biết chuyện của con làm á thì con chịu. Bây giờ tía có đánh đập con gì đi nữa thì chuyện nó cũng đã xảy ra như vậy rồi tía. Còn nếu mà tía không muốn nữa thì con bỏ cái xứ này con đi, con không quay về nữa. Mày nói được thì làm được nha. Đi đi, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Con đi rồi. Đưa tao đã không? Mày đứng đây làm gì? Đi vô. Còn cái sao đi luôn đi, còn dám vác mặt về đây nữa hả? Con giờ đâu còn đường nào để về nữa đâu tía. Con đi đâu người ta cũng biết mặt con, người ta cười vô mặt con xấu hổ tía. Vậy đạt được mục đích rồi đó, đi tới đâu ai cũng biết mặt là nổi tiếng rồi đó con, phải không? Dạ thôi, con không ham nổi tiếng đâu tía, con tởm rồi tía. Bây giờ con về đây rồi, tía đánh con đi tía. Tía đánh con cho con tỉnh ra đi tía. Tao đã cản từ đầu rồi mà không chịu nghe. Con cái gì nói mười cái mười cãi, tức không? Sao? Rồi bây giờ con muốn làm ca sĩ nữa không? Dạ không, con hiểu rồi tía. Tại lúc đầu á, con cứ tưởng đâu làm ca sĩ là được hát hò, được mặt đẹp này nọ. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện vậy á, con thấy làm ca sĩ còn khổ hơn làm ruộng nhà mình nữa tía. Cái gì cũng có cái giá của nó hết con. Muốn làm ca sĩ, muốn làm người nổi tiếng, trước tiên á, phải đẹp trai, hát hay, rồi phải có điều kiện thì ta mới làm ca sĩ, ta mới hy vọng ta nổi tiếng được. Hát giúp vui bà con trong xóm thì được, đám cưới đám giỗ rồi đó, ca hát với nhau rồi đó, tía đâu có cấm. Đằng này còn bày đặt đi ăn trộm tiền của tía đó, đặt điều ra đối gạt tía là sao? Dạ con xin lỗi tía, con biết lỗi của con rồi tía. Ông á, con người có ông hèn hạ dữ lắm. Ông nói ông giúp tôi mà tới hồi tôi xảy ra chuyện á, cái ông bỏ đi như chuồn mèo vậy hà. Ông thông cảm đi, tại tôi có tiền sử bệnh tim, bác sĩ dặn là không được xúc động mạnh. Bệnh tim nè, vừa phải thôi chứ. Bệnh tim gì mà chơi cái trò bài cả trò ác nhân vậy, xong rồi bỏ ta đi là sao? Thì tôi nói vậy đó, tin không thì tùy ông thôi.
Ở nhà ông ai dạy ông thì ra đời bỏ tiền ra để học hôn phải đâu. Hay quá ha. Dạy ha. Để tôi dạy cho ông coi nè. Quay. Nè. Ông đừng có được nước làm tới nha. Tôi nhảy thiệt á. Tôi nhảy nha. Sao cỏ nhiều quá vậy ta? Ê, làm chuyện nào mới hết đây? Anh mới xem hình đúng không? Đúng rồi. Ngầu chưa? Ngầu ghê ta. Một bầu trời xanh, tất nhiên là con rồng phải ngầu rồi. Hèn chi, dòm thần thái kia nè, nè. Cơ bắp cuồn cuộn. Nghệ thuật, đang nổi lắm đó. Dạch lên nữa đi, dạch lên. Anh có nghe câu cái câu mà cái thằng mấy thằng Sài Gòn nó hay nói gì nè. Lương sành điệu á, là chịu hình xăm. Không, bây giờ xăm nghệ thuật mới là sành điệu. Cà phê nè. Trời ơi, để đi chút. Giờ em xăm con hổ đi. Ê, chuột kìa. Chuột luôn. Không biết mà la to quá, con nào dám ở đây. Nó chạy rồi. Trời ơi, quỷ á. Quỷ chắc quỷ luôn à. Trời đất ơi. Thì ra nãy giờ hai bả gồng bóng mà giả trai. Tệ cho mày, trời quỷ như mày thôi. Tấm tàng. Bảy cò, tấm tàng. Ai vậy? Ủa, con Tèo. Hả? Kiếm em chi à? Qua kiếm hàng bay. Tao đang đào một cái mương chống úng bển á. Mở cái cuốc bị gãy, cho tao mượn cái cuốc coi. Nè, cuốc của em nè, cho mượn nè. Mượn cuốc em đi. Ôi ôi. Trời ơi, anh mới xăm hả? Ôi ôi, được coi. Đẹp không? Đẹp. Đẹp quá trời. Cưng dữ là trời. Ê, làm gì mày? Thì hình xăm đẹp. Trời ơi, thì sao hồi nào giờ thấy anh nhát gan lắm mà. Sao bữa nay gan thì chịu đau giỏi chứ trời. Đâu có, đối với anh Tèo mày chuyện này chuyện nhỏ, mới xăm chút xíu à. Vậy đó hả? Vậy mà nào giờ em tưởng là đau dữ lắm. Trời ơi, để em coi lại coi. Ủa, sao anh xăm gì ngộ vậy? Một bên là mảnh hổ, một bên là bông hồng, không có liên quan gì với nhau hết vậy? Vậy đúng rồi. Người ta nói á, mảnh hổ tượng trưng cho đàn ông, nam nhi đại trượng phu. Còn bông hồng nè, tượng trưng cho phụ nữ, liễu yếu đào tơ. À, ngọt ngào không? Vậy là mình đi xăm á, là mình muốn xăm gì mình xăm, chứ mình không quy định là phải mạnh phải yếu gì hết trơn hả? Mệt ghê. Mình xăm thì mình cứ xăm đại đi, và đặt mạnh mẽ yếu đuối chi mệt quá vậy. Trời ơi, hai anh em tụi bay không có hiểu biết gì hết trơn á. Ông bà mình có nói á, là trên đời này cái gì cũng phải cân bằng, kết hợp hài hòa mới tốt. Biết không? Hiểu không? Không hiểu. Tức là giống như mặt trăng với mặt trời. Mặt trăng với mặt trời phải tồn tại song song với nhau. Còn đàn ông với phụ nữ phải kết hợp hài hòa với nhau. Như vậy thì mệt quá. Câu chuyện với hai anh em bay như nước đổ đầu dịch vậy. Mượn cuốc đi về. Hình xăm đẹp được rồi, không cần phải biết nhiều nha. Phải cố lên. Tất cả vì tương lai sự nghiệp. Cố lên tấm tàng. Cố lên. Một, hai, ba. Ừ.
Năm. Trời đất ơi, mới đẩy có 5 cái mà mệt xíu luôn rồi trời. Không biết chừng nào mà được như anh này đây. Nhưng mà đâu có cần thiết phải có 6 muối đâu ta. Chỉ cần có bông hồng 3D, sư tử 3D là cũng chất vậy. Chờ xíu. Từ từ. Cái gì mà la làng lên vậy trời? Ủa? Tía má đẻ mày ra là mày ăn với mày ngủ thôi đúng không? Mày là xác con người mà hồn con heo phải không? Dương Nhiên. Còn gì nữa? Ở đâu đem bưởi đây có đống gì bà? Đem gì? Cô Hồng Đạt bây giờ xách ra ngoài cho anh ta đi, nhanh lên. Biết rồi. Ôi. Alo, tôi nghe nè. Alo, anh Tám, con ông hai lúa phải không? À đúng rồi. Em gọi cho anh từ Kim Tattoo để xác nhận lịch hẹn của anh ngày mai đó anh. Ngày mai tôi tới bên đó luôn nha. Tôi chọn được mẫu hình xăm ưng ý đó. Đúng 10 giờ ngày mai tôi vô bên đó. Dạ, em cảm ơn anh nghe. Rồi vậy ha. Vậy thôi nha, máy bay ngày mai tôi tới nha. Rồi. Tao mới nghe gì á? Mày đi xăm hả? Mày đi xăm. Trời ơi, mày xăm tí biết á, tí giết mày chết á. Trời ơi. Nếu mà chị không nói á, làm gì tí biết. Thôi, tao không nói thì cái hình xăm nó lộ ra ngoài, vậy làm sao mà tí không biết được? Thì có cái gì đâu. Tôi xăm ở chỗ kính, tôi mặc áo vô, sao tía với má thấy được? Không, tao nói thì không được đâu. Thì bữa mày thấy không, tao làm có một chút xíu, tao xăm có cái môi thôi á. Mà tía chửi tao tắt mặt tắt mày, mày mà xăm vô người đi. Hỏi thiệt ông cắt cổ mày thiệt á. Thôi bà nói chuyện cái mắc cười quá à. Cái đợt trước á, bà xăm cái môi bà thự lừ ở trên mặt. Dĩ nhiên là tía thấy tía la bà là phải rồi. Còn cái này tôi xăm vô là tôi về tôi mặc áo mà, đâu có sao đâu. Trời ơi. Tôi nói bà nghe nè, tôi xăm bông hồng 3D với con hổ 3D trên ngực á. Trời ơi, nhìn đẹp lắm chứ, ôi tôi chọn rồi. Thiệt luôn á. Trời ơi, nhưng mà nó đau lắm á, mày chịu nổi không? Đau hả? Chuyện nhỏ, chưa xăm sao biết đau. Ông Tèo bên kia kìa, ổng là chúa nhát gan luôn á. Mà ổng xăm nghe hai cánh tay hai bên vậy nè. Nhìn đẹp lắm chứ, ôi. Mày nói ai? Tèo hả? Ừ. Ông Tèo con chú ba. Ừ. Ê, vậy nó chết chưa, tao đi cúng. Trời ơi, bà vô duyên quá, tự nhiên cái chù người ta chết nè. Nó chù rồi nào. Trời ơi, xăm kiểu như mày nói, chú ba chú cắt cổ nó từ 8 kiếp rồi. Trời, mắc cười. Không biết là ổng bị cắt cổ chưa. Mà ổng mặc áo bà lỗ nha, ổng xăm hai bên, ổng khoe đi ra ngoài đường rồi nè. Gì nè, đẹp lắm. Thì tao không biết. Mày xăm gì? Tôi sẽ xăm một bên á, là bông hồng 3D. Một bên á, là con sư tử 3D. Trời ơi, nhìn đẹp lắm nha. Không phải đẹp không chứ tao nghe thấy 3D lắm rồi đó nha. Vô duyên quá à. Ê, ủa? Ở dưới mình hình như không có chỗ xăm. Mày đi lên Sài Gòn hả? Không. Lên Sài Gòn chi? Tôi lên trên tỉnh nè, xăm cũng đẹp vậy. Tôi đặt lịch, tôi hẹn ở chỉnh rồi, mai tôi xăm. Tôi cho chị coi hình nè. Nó, thấy chưa? Hình tôi chọn nó. Đẹp không? Thì cũng đẹp á. Đẹp tôi chọn mà. Còn cái chuyện này á, chị chỉ cần nói với tía. Nếu mà ngày mai không có tôi ở nhà, chị nói với tía vậy nè. Tôi qua tôi phụ anh Tèo đào mương chống úng. Tôi xăm chút xíu tôi về liền à, nhanh dữ lắm. Mày nói với anh Tèo chưa? Quên nữa. Để tôi nhắn tin cho ông Tèo nha. Tôi nói với ông để ông biết đường, ông gặp tía ông nói chuyện. Thiệt luôn á. Lên kế hoạch kỹ lưỡng quá ha. Người ta chúc mày may mắn. Xong. Xong chưa? Xong rồi. Rồi giờ khiêng bưởi đi, nhanh lên. Tía về tao không biết sao luôn á. Để lên. Biết rồi.
nhớ lấy tiền nha, mang lẹ lên nó mệt chết rồi. Trời đất ơi, chị biết sao em tức lắm chị. Cái chỗ xăm này nè, hôm qua em hẹn nó là 10 giờ sáng, bữa nay em tới em xăm. Đúng 10 giờ sáng em tới trước cửa liền chị. Thôi tự nhiên cái quan tàn vắng que, vắng quắc không ai hết trơn á. Em thắc mắc em vòng vòng hỏi người ta, mới biết được hôm qua nó xăm người ta bị lủng thịt. Đó, bị nhiễm trùng. Rồi cái bị tụi kia tới nó dí. Rồi bên đây này nó đóng cửa nó trốn mất tiêu rồi. Làm ăn gì kỳ cục ghê luôn hả? Mà cũng may á nha, có bạn em giới thiệu cho em cà phê xít nơi bên chỗ của chị nè, tới xăm an toàn mà vệ sinh mà đẹp nữa. Ủa chị, cái chỗ này chỗ xăm mà sao nó giống cái động quá vậy? Trời ơi, chỗ xăm mà nó kêu cái động, giờ có xăm không? Dạ xăm xăm. Mà trước khi xăm á, chị cho em coi cái hình xăm của chị nó đẹp. Không có xăm cái gì hết trơn hết á. Ủa? Trời ơi, sao bà ngộ vậy? Làm thợ xăm mà không xăm mình, ai biết đâu quảng cáo. An toàn cho chắc. Dạ vậy thôi em đi về, an toàn cho nó chắc á chị. Ngồi xuống. Đi đâu? Ủa? Trước khi xăm cũng trang điểm nữa hả? Đồ trang điểm nè. Cái này là dụng cụ để xăm chứ không phải trang điểm. À, dụng cụ để xăm hả? Trời đất ơi, cái hình này nè, anh xăm hay anh dán gì mà đẹp quá vậy trời. Nhìn bóng lình nè, đẹp quá ha. Bên kia coi anh. Coi. À, cái này xăm nè, xăm chắc luôn, bên này dán nè phải không? Cái này là xăm, cái này cũng xăm. À, cái này xăm. Xăm cái gì? Em xăm giống hình này nè. Cởi áo. Vô duyên. Tự nhiên bắt là cởi áo trời. Khùng hả? Không cởi áo. Xăm cái gì? À, em quên, em lộn, xin lỗi. Em tưởng đâu rồi xăm xong mới cởi áo. Đè đi. Dạ. Anh ơi, anh vẽ cho em đẹp đẹp nha. Đẹp hơn trong hình thì cũng được nha anh nha. Có đứa nào ở nhà đó không bay? À, dạ con, có con. Ủa, má? Má sao vậy? Ủa chân má bị sao vậy? Dạ, má mới ngồi xích lên nè, con coi coi. Không sao. Chân má bị cái gì vậy? Ê, có sao đâu. Trái gió trở trời rồi, cái lớn tuổi rồi thì nó nhức vậy thôi à. Thôi để con đi vô con lấy thuốc, con bắp chân cho má nghe. Đây, bắp cho. Thôi đưa đây, má tự làm được rồi. Tao già chứ chưa đến nỗi vô dụng phải nhờ tới con cái. Thôi má để con bóp cho con có tiếng hiếu thảo rồi. Để nói khỏi mà. Nãy giờ về không thấy tía bay đâu hết vậy? Đi uống cà phê rồi. Cà phê hoài. Riết rồi á. Ổng ghiền hơi bà Hồng với chắc gì ổng ghiền cà phê. Đây má con bóp cho. Khỏi. Tay tao vẫn còn rảnh. Tay này cầm chai thuốc nhưng mà vẫn còn rảnh. Chứ không phải như ai kia tối ngày ghiền cà phê ngồi ngoài quán. Dạ. Gì bây giờ chưa về nữa, chết tôi luôn. Làm gì ngồi càm ràm mình vậy? À, không. À, con nói thiệt á, may là má bị đau chân á, chứ mà ai mà làm má đau chân chắc con giết rồi đó chết luôn á. Có hiếu dữ hen. Tám đâu rồi? Tám nào má? Thì tám em mày chứ không lẽ tao hỏi tám nào? Ừ, nói em con đúng rồi. À, nó đi qua nhà thằng Tèo. Rồi cái
thằng Tí nó nhà nó đào mương, cái tụi nó qua bển đào phụ má. Ờ, chòm xóm láng giềng biết phụ giúp nhau vậy là tốt. Dạ. Ồ mà sao mắc gì á, có thằng Tèo thằng Tí mà mày nói lộn tới lộn lui vậy? Tại vì tên tụi nó để bị lộn nhau sao con mới nói lộn chứ con không biết đâu má, hỏi khó quá. Thế mày. Ủa, thế mày vậy? Ờ, thì lớn tuổi rồi, trái gió trở trời nó nhất thôi con. Y như bà già con nhà. Ủa, cái tay mà dính gì vậy con? Này hả? Bởi con mua vậy dán chơi á. Gì? Anh nói gì? Dán. Dán thiệt hả? Ừ. Chết thằng em tôi rồi. Chết rồi. Em hai trả cây guốc của hổm nè. Ủa, đào mương xong chưa trả sớm vậy con? Dạ xong trơn rồi. Rồi anh Tám đâu? Đám nào? Thì anh Tám tàn con tao chứ không lẽ tao hỏi ai? Đâu biết đâu. Trời ơi, tin nhắn rung nãy giờ rồi. Có cái điện thoại giữ cho mình không biết tin nhắn nữa kìa. Ôi. Ôi. Điện thoại tôi có tin nhắn mà cũng biết nữa. Tấm tàn nhắn nè. Tôi lên tỉnh xăm mình, má tôi có hỏi, anh nói tôi qua mần công chuyện phụ anh nghe. Sao? Con trả cây guốc, con trả cây guốc kìa. Thằng Tám đâu? Thằng Tám đâu? Sao? Hỏi, xuống. Ủa anh, Sâm mà sao cầm súng bắn ai vậy? Cái này là Sâm, chứ không phải là bắn. Bắn là bắn cái khác. À, súng Sâm. Ủa, sao không có điện? Chết, cúp điện rồi. Dùng mấy phát? Mấy phát, hết bình luôn rồi. Cắt xuống. Kim. Hả? Kim hả? Kim có tiệt trùng không anh? Cái này hên xui. Trời, anh ơi. Xong mấy anh con nó tiệt trùng đi. Thôi em không có xâm đâu, thôi em trả tiền cho anh này em đi về thôi. Em không có xâm đâu, em không có xâm đâu, đâu ai trả cho đâu. Mẹ thật nhát như thỏ đế mà cũng đi xăm. Nó không xăm thì thôi, mà sau nãy lúc nó kêu xăm bông hồng 3D em không chịu. Ông có nhất quyết đòi nó xăm đầu sư tử nha ông. Cũng tại mày không á. Hẹn lịch của khách mà không báo gì hết. Là sao? Tao về đây tao chỉ xăm thường thôi, 3D tao chưa xăm. Mày hả sao Nhu? Nghe gan lắm nghe con. Thằng Tám nó đi xăm mình mà mày dám giấu tía má phải không? Hả? Giờ muốn gì đây? Tại thằng Tám nó lấy thịt nó đè người á, nó ép con á. Nhưng không con đâu có dám nói dối mà. Dạ, thưa má con mới về. Chị sao? Mới về hả con? Dạ. Mệt không? Dạ mệt lắm á. Mệt lắm phải không? Dạ. Bồ ngựa này mát lắm nè. Nằm đây nghỉ đi con. Dạ dạ con cảm ơn má. Mày nằm sắp xuống. Nằm ấp xuống. Nhanh lên. Gì vậy má? Đi đâu về nói. Dạ con đi qua phụ anh Tèo cuốc đất má. Cuốc đất nè. Hả? Hả? Cuốc đất gì? Hả? Mày nói xạo hả? Má ơi. Đau má ơi. Mày đi xong mình mày dám mày nói cuốc đất hả? Hả? Giờ mày muốn làm dân anh chị, mày muốn làm dân giang hồ đúng không? Nằm xuống. Giờ làm sao? Giờ muốn làm dân. Má ơi, không phải đâu má ơi.
nó xăm hình nghệ thuật rồi, nó không có phải muốn làm dân anh chị đâu má. Nghệ thuật á? Nghệ thuật hả? Đi xăm mình rồi về nói nghệ thuật hả? Má đừng có đánh con nữa mà, con chưa có xăm mà. Cái gì? Chưa xăm hả? Dạ chưa. Mở cái áo ra. Dạ. Mở cái nút áo ra. Mở. Dạ. Cái này hả? Ủa? Hình gì vậy? Chưa xăm sao có cái đầu con chó đó. Có đầu. Ủa sao mày nói với tao mày đi xăm hình nghệ thuật hoa hồng 3D, sao giờ tự nhiên xăm nguyên con chuột trên ngực chi vậy? Không phải, cái này là em muốn xăm cái đầu sư tử gầm cho nó ngầu á. Mà cái ông nội kìa, ông xăm đau gần chết luôn rồi. Em chịu không nổi, em bật dậy em chạy về đây á. Này là cái đầu con chó mà. Ủa má, đầu con chuột. Đầu con chó. Không mấy giờ, để đi, con vẽ cái bờm lên cho nó giống con sư tử được má. Mày đưa tôi tiếp nữa hả? Nè, nói cho biết nghe chưa? Nói cho biết nghe lời má nghe chưa? Mày phải đi xóa liền nghe chưa? Không xóa hay là má lột da mày nghe rõ chưa? Ba mày không rảnh mày dạy, má sẽ dạy mày. Tao sẽ đánh má nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Dạ. Trời đất ơi trời, bây giờ phải đi xóa nữa trời. Bông hồng 3D, sư tử 3D ngọt ngào của tôi bây giờ mất tiêu luôn rồi trời. Tại sao mọi người không dành một chút thời gian ngồi nói chuyện với mình ta? Nghĩ cũng vui mà. Cô Hồng! Ba Lích nè! Ừ! Lích ra hả? Vô vô! Mới ruột! Nhanh! Bích La nè! Trời ơi, Bích La! Ủa? Ngồi chơi, ngồi nói dốc chơi. Làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy? Tao hỏi mày, mày là mới ruột của tao đúng không? Ừ. Tại sao mày không ngồi bên quán tao, mày ngồi ở đây? Trời ơi, ngồi bên quán của cô bả nó nghe nè. Quán của cô ế quá, đâu có ai kể chuyện cho nghe đâu. Qua đây có những người lạ, mình kể câu chuyện mình phong phú, hấp dẫn hơn. Đúng là nhiều chuyện. Bởi vậy hả, tháng này tao cảm thấy tao xui ghê. Thiệt á, xui quá trời xui, cái chuyện gì đụng chuyện gì cũng bể, chuyện gì hả cũng đổ. Làm như có ai kéo tao vậy mày. Rồi hả, ăn uống rồi cũng bị sặc rồi. Mày coi á, tao bự như vậy á, mày có cái hụt bít tiếp téo gì vậy mà nó dắt tao té sắp mặt luôn á mày. Trời đất ơi. Cô có sửa cái gì không? Tao không có sửa gì đâu. Cha mẹ sanh sao tao để vậy à. Nhưng mà tao nhớ ra rồi. Hôm qua tao có dời ông Táo một bên. Có sao không? Đó, thấy chưa? Tự nhiên đồ đạc trong nhà mà đi dời chứ vậy? Trời ơi, tao nói khổ quá. Cái chỗ đó, cái máy tôn nó bị dột. Nó dột cho nên tao phải dời qua một bên. Rồi tao mới, khi nào thợ sửa rồi tao mới bưng lại chỗ cũ. Nè nè, đồ đạc trong nhà là không được di chuyển. Kể cả cô cũng không được di chuyển luôn. Cái gì? Tao không di chuyển sao tao làm ăn được mày? Quên. Mà mày, bộ mày nghiên cứu vụ này sao mày rành dữ vậy? Nghiên cứu gì đâu cô ơi. À, cái này á là con đâu có đủ tầm đâu. Cái này là con nghe thầy con nói. Thôi thầy bói hả? Thôi dẹp đi. Tao là tao không có tin vụ thầy bói rồi, toàn là lừa đảo không mà. Bậy nha. Ở đâu không tin nhưng mà đối với ông thầy này là phải tin. Gì hả? Linh lắm hả? Hay lắm hả? Biết bà Chính không? Bà Chính hả? Thôi tao không biết. Tao không biết mà tao không muốn nghe nữa. Kể cho nghe. Không nghe. Kể cho nghe. Không nghe. Kể cho nghe. Không nghe. Ghét kể luôn. Bà Chính nghe, hồi tháng rồi á, bà quýnh bài mà bà xui ha, bà xui thấy sợ luôn. Không có một ngày nào ăn hết. Đó, cái bắt đầu bà mới nghe tin ông thầy này á là linh lắm, ở trên Củ Chi á, bà mới lên trển, bà xin cái phép. Thôi. Đó, về đánh bài, đánh tới đâu ăn tới đó, đánh tới đâu ăn tới đó. Ôi thôi. Hay dữ vậy hả? Ừ. Trời ơi, vậy mày dắt tao đi rồi đó đi. Để tao xin cái phép. Xin cái phép về tao buôn bán rồi nè, tao ế quá mày ơi. Cô yên tâm đi, con rảnh mà. Rảnh là con dắt dẫn cô đi lên chảnh liền. Hứa nha. Dạ. Trời ơi, dạo này á, xin được phép vậy thì chắc là đánh bài ăn dữ lắm ha. Cũng không ăn gì cô ơi. Dạng giống như là mấy bà đàn bà ngồi đánh với nhau 5.000, 10.000 thôi. Đánh chơi vui à. Kể vui cũng được ha. Vậy đi.
à, hôm nào á thiếu tay á dẫn cô theo. Thôi tao là tao không chơi vụ đó rồi nha, tao chỉ mê tiền thôi ha, tao quán xá ai coi mày, thấy không? Cô không đi thì thôi, cô nghĩ gì cũng tốt. Chứ như con nè, ngày nào mà con không lên sòng á, cái tay chân con nó ngứa ngáy chịu không có được. Ba con không gầy hoài mà con cứ lén chơi hoài. Bởi vậy tao thấy nhiều người cũng nói vậy đó, cái đó là giống như người ta hả mắc cái bệnh vậy ha, ghiền quá là cái bệnh nan y vậy đó, chịu không có được, đúng không? Dính vô ba cái bài bạc này giờ bỏ không có được. Thiệt tình nó khổ tâm lắm chứ nó phải giống như lao động bình thường đâu. Mình nó nặng cái đầu nè, trí óc rồi mệt lắm. À, tội lắm ha. Ê, mà hồi nãy giờ á, mà cái chuyện của hai cô cháu mình á là không có được kể cho ai nghe nha chưa? Kể cho mà ông chính với ba con nghe là không có tay lên sòng luôn, là khỏi đánh bài luôn đó. Yên tâm, cái vụ đó mày yên tâm. Mày nói với ai thì mày nói với cô Hồng này á, là không bao giờ mà ai biết được hết trơn á, giữ bí mật số 1. Mày được nói cho mẹ Xuân nghe nha, bả mà nghe là nguyên cái xóm này ai cũng biết hết trơn á, chỉ có nói với tao là bảo đảm là bí mật à. Dạ. Sống để bụng, chết mang theo. Nghe chưa? Yên tâm, vậy đi. Thề đi. Thề. Khỏe mày. Không có nói cho ai biết nha. Tao đi nha. Dạ. Tao đi nha. Nhớ nha. Nhớ là không được nói cho ai biết nha. Tao về đi chợ nha. Tao ra tao kể cho bà Thám nghe. Thôi, tôi cũng kể cho Tèo xe ôm nghe vậy. Nãy giờ cô nói chị, con tính sao? Dạ, con không phải cô khen chứ, cái cháu gái của cô á, nó vừa giỏi mà nó vừa đẹp nữa, đẹp giống cô đó. Cô Hồng nói câu này, cái con nghi ngờ cháu cô dễ sợ. Quỷ à. Bộ cô có nhiều cháu gái lắm hả? Trời ơi, nhiều lắm. Thiệt tình á, là tại tao thấy mày á vừa hiền lành, vừa siêng năng, cho nên tao mới muốn làm mai đó. Hay là tao hẹn cho hai đứa gặp nhau nha. Nhưng mà con hay là mày chê cháu tao đó? Dạ, không, con đâu có chê, tại vì con sợ lắm, con gặp người lạ là con run, con mệt quá đi. Đàn ông trai mà hở tí hở run, không có sợ gì trơn, có tao nè, trước lạ sau quen, yên tâm. Không phải, ý con muốn là muốn nó tự nhiên á, chứ đừng có mai mối nó. À, mày có người yêu rồi phải không? Mà không dám nói. Có đâu. Hay là mày yêu thầm ai? Có đúng không? Có đúng không? À, im lặng là đúng rồi phải không? Đúng. Đừng nói ai. Người đó tao biết không? Tao biết không? Trời ơi, thằng quỷ này coi vậy gì mà kinh tiếng như mày. Trời ơi, ai vậy nói tao nghe đi. Tao chỉ cách cho, tao bày mưu kế cho. Cô có cách hả? Nhìn mày tao biết rồi là không bao giờ dám nói, phải không? Tao rành lắm, tao chỉ cho cách mày nói. Vậy cô hứa với con là con nói cô nghe, cô đừng có nói ai nghe nha. No, tao không bao giờ, tao kín miệng lắm, không có nói đâu. Ai hỏi tao mới nói. Tao giỡn chút xíu mà. Thôi móc quế mày nè. Móc nghe à? Móc quế, hứa không nói ai nghe nha. Dạ. Dạ, người đó. Nè phải không? Ủa, chị Chính, mới qua chơi hả? Chơi con khỉ khô, tôi qua tôi đánh sổ với bà nè. Ủa, sổ tôi xá sổ rồi, hết nợ rồi, còn sổ gì nữa đâu? Không phải sổ đó. Hả, sổ gì? Hôm qua, phải bà nói với chồng tôi là tôi đi đánh bài phải không? Chà chà, cái vụ này có nói không ta? Tôi lỡ lời. Trời ơi trời, đã tôi nói với bà rồi là không được nói, sao bà nhiều chuyện quá vậy? Tại chồng bà đó. Chồng bà nói tôi á là bao che cho bà, biết mà không nói. Nếu mà tôi không nói là ông phá quán tôi, cho nên tôi phải nói, tôi bắt buộc vậy thôi mà. Đâu muốn. Thôi, xin lỗi nha. Lỗi chứ phải cái gì? Tôi nói bà biết cái chưa? Từ đây về sau bà trường cái mặt tôi ra đi nha. Hả? Chính. Chính. Nhìn gì mày? Cũng hên, hôm qua không nói cô Hồng biết người đó là ai, chứ nói hôm nay là nguyên xéo lá biết hết rồi. Ê, mày có
gì vậy? Ủa gì vậy ba dài? Ủa đi thăm ruộng hả? Ờ. Ê, tôi nghe nói ông đang thương tâm ai hả? Đâu có đâu. Ôi, mà đặt dấu hoài. Ai vậy? Người ta đã nói không có là không có mà. Mệt quá. Nói thôi. Ê, mà nói nghe nè. Sao không biết à? Trời, nghĩ sao vậy? Cái chuyện đó ai cũng biết. Thôi, giấu không nói thì thôi. Vì câu cá à. Anh Bảy, đi thăm ruộng đó hả? À nhỏ. Ê, mà chuyện đó cố lên nha. Có gì á thì anh cứ nói cho người ta biết, chứ đừng có giấu trong lòng á. Ờ. Biết sự như vậy. Thôi em đi chợ nha, lo đi thăm ruộng đi. Không lẽ chuyện của mình nguyên xẻo lá biết chơi người ta. Ê. Ui à. Hả? Chở tao ra chợ cho coi. Đi chợ hả? Ừ đi. Dạ này chạy được không? Cũng lai gai à. Sao hôm qua miệng nhậu hả? Đâu có đâu. Sao nghỉ? À hôm qua tôi đi khám bệnh. Bệnh gì vậy? Bị bệnh gan. Cái cha vô nguy hiểm vậy. Bớt nhậu đi nghe chưa? Thì bác sĩ cũng kêu vậy đó. Trời ơi còn trẻ quá mà đã dính vô bệnh nan y rồi. Thôi đi đi lẹ đi. Thôi tắm đội đâu. Rồi vậy đi. Rồi đi nha. Cẩn thận nha. Ừ. Tự nhiên anh ấy cò hẹn mình ở đây. Có chuyện gì không ta? Hồi nãy cô Hồng mới nói á, anh bị cò thích mình. Không lẽ anh hẹn mình ra đây để chửi đi. Không 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 được. Phải nói cho ra lẽ mới được. Mà giờ này anh chưa tới nữa. À. Hân, tới lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới à. À, sợ đứt lâu. Ủa mà anh hẹn em ra đây có gì không vậy? Trời, anh hẹn em ra đây là phải có chuyện để nói chứ. Anh muốn nói với em. Em biết anh muốn nói gì rồi. Trời, biết anh muốn nói gì luôn. Công nhận, hay thiệt nha. Anh Bảy Cò, em biết anh là một người tốt. Ôi, em biết vậy thì em để trong bụng đi. Em nói chi anh ngại gì chết à. Nhưng mà em không thể nào nhận tấm lòng của anh được. Ủa sao vậy? Anh để cho em nói hết được không? À, em nói đi. Ba chữ thôi. Chúng ta không thể nào. Chúng ta không thể nào. Năm chữ lận á. Em lộn. Nhưng mà chúng ta không thể. Gì không được. Anh thấy được. Thấy tốt lắm anh nên làm đi. Anh Bảy Cò, ý em á là anh hãy từ bỏ ý định đó đi. Đâu được, ý định đó tốt mà, nên phải bắt đầu á. Anh Bảy Cò, anh hiểu cho em nha. Em không muốn anh hy vọng. Vậy nha, em về. Vụ gì vậy trời? Mình hẹn Hân ra đây, mình động viên cho Hân đi làm là tốt. Ủa, công việc đó là của Gia Hân chứ nó có phải của mình đâu mà mình hy vọng. Không hiểu luôn à. Hai cậu hay tin gì chưa? Tin gì bà nội? Cậu quá. Thằng Tèo sẽ ốm á. Trời ơi nó bệnh nặng lắm. Bà nói sao chứ tôi thấy nó chạy sơ bình thường mà bà nói gì vậy? Trời ơi coi nó vậy chứ trong người nó hả tanh bành hết trơn rồi. Vậy sao? Mới hôm qua tôi còn gặp nó mà thấy nó còn vui vẻ ưu đại lắm. Bởi vậy cái mặt gì mà bị lừa. Chẳng qua là nó che giấu mọi người thôi. Nó nói cho tôi nè. Tôi nghe rõ ràng mà. Trời ơi đất ơi. Vậy cuối cùng là nó bị bệnh gì? Bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Trời ơi bác sĩ trả về rồi. Coi như là hết thuốc chữa rồi. Trời đất ơi. Chà tội nghiệp dữ vậy trời. Bởi vậy tôi nói nghe nha. Đừng có nói tôi nói nha. Nó mà biết được á, mọi người biết á là nó tủi thân tội nghiệp lắm nha.
nghe không? Ừ, thôi tôi biết rồi. Chắc mai tôi phải đi xe ôm ủng hộ nó quá, để cho nó còn có tiền mà chữa bệnh nữa chứ. Đúng rồi, hàng xóm với nhau á là phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù mình có nhiều xe mình cũng đi xe ôm giùm cho nó ha. Bán tôi ly đá chanh đem về bà Hồng ơi. Đợi đợi, ngồi chờ chút cho chị nhé. Đi ngồi đi. Bà hay chuyện gì chưa? Hả? Tin gì? Tin gì? Cái thằng Tèo sẽ ôm á. Thằng Tèo? Sao? Nó bệnh nặng lắm. Ủa vậy hả? Nó bệnh gì vậy? Vô đây nói cho chị nghe. Nói trước đã. Tèo 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 tèo. Đi xe hả cô? Không, cô về tới nhà rồi. Về tới nhà kêu chi? Kêu con cho con mấy cái bánh con ăn cho mau khỏe. Cho con bánh hả? Sáng giờ chưa ăn sáng gì. Cảm ơn cô nghe. Sáng giờ không có cút xe nào hết hả con? Chưa, mới hàng không? Không, cô về tới nhà rồi, thôi cô về nha. Dạ. Ờ, giữ sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cô nghe. Tự nhiên cho bánh mình trời. Khỏe kìa. Ủa, hôm nay mày không có chạy xe hả? Chạy chứ, không chạy chết đói à. Rồi, vậy mày chở tụi tao đi công chuyện chút xíu coi. Đi đi. Đâu à? Thì đi ra quỹ ban xã nè. Đi quỹ ban xã. Quỹ ban xã hả? Ủa, nó sát bên mấy ông đi mấy bước tới rồi. Mà trời nắng, tụi tao làm biến đi bộ. Ủa, ông có xe mà. Ông cũng có xe nữa mà. Có xe nhưng mà xe bị hư rồi. Sao hư hả? Xe tao cũng bị hư rồi. Xe mới hư sáng nè. Ủa, hai xe hư lượt hả? Trùng hợp với ta. Kỳ ta. Có gì đâu trùng hợp. Bây giờ mày có đi không? Mày đi chứ. Trời đất ơi, có cuốc phải đi chứ. Rồi đi. Mượn giờ hai người mà chở được lần người hả? Đi hai cuốc ha. Ai đi trước? Rồi bây giờ mày chở ổng đi trước đi. Tao đứng đây tao đợi nha. Đợi nghe, đừng đi nghe. Rồi, ok. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Hello Madam Hồng. Nay trời nắng quá. Trời ơi, nói vậy mà cũng lạc quan dữ ta. Nó nghe nè. Mày đứng yên nha. Đứng yên. Sao? Làm gì? Ê làm vậy? Tao đo thử coi. Đo làm chi vậy? Tao may áo cho mày. Hả? Bà đo may áo cho tôi hả? Ê. Ê nhục. Tôi trai tân mà gờ nhổ. Ê, may cho tôi cái áo vest đẹp chạy xe ôm nha. Được rồi, tao may cho mày cái áo vest để liệm. Hả? Tao may cho mày cái áo làm kỷ niệm. Kỷ niệm. Kỷ niệm hả? Ok. Nghe rồi đó, được rồi đó. Mà bữa nay sao tự nhiên bà may áo tặng tôi vậy hả? Thì lần đầu cũng như lần cuối mà. Nghĩa tự là nghĩa tận. Gì? Kể. Mà nói gì vậy bà không? Thôi mày hỏi nhiều quá, tại nói liệu. Mày bây giờ uống cái gì? Uống cái gì nè? Ly cà phê như mọi ngày đi. Thôi, bữa nay đừng uống cà phê nữa, nắng trong người lắm. Bây giờ mình uống cái gì cho nó vitamin C. Nước cam. Được không? Hồi mắt lắm rồi. Trời ơi, tao đãi mà, yên tâm, tao đãi. Này bà đãi tôi uống nước cam. Ừ. Ê, đừng nói tôi là bữa nay bà vô mánh hút ra nào đúng không? Tự nhiên may áo tặng tôi rồi cho tôi uống nước cam nữa. Thôi mà, đợi tôi chút nha, đợi nước cam nha. Dạ. Nha. Ừ. Ê, mà bà nhớ mai cho tôi cái áo quết đẹp đẹp nha. Trai chạy xe ôm mặc áo quết như hết sảy luôn á. Ừ. Đã gì đâu á. Ủa, anh Tèo. Ủa, bảy cậu à? Dạ. Lâu quá không gặp mày.
Dạ bữa giờ bận nên nay rảnh thì ra làm ly cà phê chơi. Chơi ngồi chơi. Dạ anh em ngồi chung cho nó vui. Sao hôm nay sao rồi, ổn không? Dạ ổn. Ủa mà ổn chuyện gì? Thật thì chuyện đó đó. À cái chuyện đó hả? Chuyện gì? Cái vụ mà mày thương Thầm Ai đó. Cái gì? Cái chuyện đó mà anh cũng biết nữa. Sao không biết mày? Thật. Hèn chi nguyên cái xẻo lá này ai gặp em cũng hỏi chứ. Biết ai nói không? Nhìn gì mày? Tao không có nói đâu nha. Còn anh lúc này anh khỏe không? Bình thường hả? Bình thường sao được bình thường. Đừng có giấu, mình là hàng xóm với nhau. Mệt thì nói, giấu thì nhắm giấu được bao lâu. Tao giấu giếm gì mày đâu. Tao bình thường, tao nói tao bình thường. Ừ thằng. Trời, ba cái bệnh này mà bình thường, cái gì mà bình thường. Thì bác sĩ nói tao là uống thuốc điều trị thời gian là hết à. Không sao. Ông bác sĩ ông nói xạo á. Ông sợ, ông nói thiệt. Rồi cái anh bị suy sụp tinh thần nên ông động viên anh. Ờ nha. Sao tự nhiên mày nói cái làm tao lo lo mày. Em nói thiệt á chứ không phải nói dốc đâu. Tèo, con ở đây làm gì kiếm quá trời quá đất luôn. Dì kiếm con đi xe ôm hả? Đi. Không phải, dì có cái này muốn đưa con nè. Cái gì vậy? Thuốc nam. Dì có quen ông thầy thuốc nam á. Dì nói tình trạng của con rồi ông hốt cho con uống đó. Tự nhiên cái để dì tốn tiền con ngại ghê luôn á. Ông làm từ thiện không có tốn tiền đâu con. Không tốn tiền hả? Dạ cảm ơn dì nha. Mà con phải ráng uống điều đặn nha hôn để cho nó mau khỏi bệnh. Dạ dạ biết rồi. Cầu mong cho phước chủ mai thầy. Tội nó quá. Ủa là sao? Trời ơi bệnh năng y không có đùa giỡn được nhau con. Trời ơi ai nói con bị năng y? Trời ơi bệnh ung thư gan không năng y là sao? Ai nói tôi bị ung thư gan phải cọ? Nè, nè nước cam nè. Làm sao bà Hồng? Vô gì? Hả? Làm sao? Bà nói tôi bị bệnh gan. Thế bữa mày nói tao là mày bị bệnh gan. Thì tôi nói với bà tôi bị bệnh gan. Mà tôi có nói là tôi ung thư gan hồi nào đâu. Thì tao nghe nói bệnh gan mà tao nghĩ gan là ung thư thôi. Cho nên là tao nói ung thư gan. Trời đất ơi, tôi nói tôi là bị bệnh gan nhiễm mỡ, ung thư gan hồi nào? Hả? Lanh tài lẹt không? Chứ sao mày không nói rõ tao biết? Biết gì? Đúng là nhiều chuyện thấy ớn. Hèn chi. Cái vụ của tôi chắc bà cũng nói luôn nè. Thôi, tôi với ông là người cùng cảnh ngộ. Không có ai hơn ai thôi. Đó đó đó. Đó, đúng không? Hôm nay nè, ai gặp tôi cũng tỏ vẻ thương tiếc. Mà tôi không biết chuyện gì xảy ra thì ra cũng nhờ miệng của bà, đúng không? Tôi cũng vậy nè. Ai gặp tôi cũng giống như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Sao bà Hồng? Vậy là tao tốt bụng quá mà. Hả? Nhờ như vậy á, mày mới biết là trong lúc mày hoạn nạn, người ta thương tiếc mày. Trời đất ơi, vậy còn la tao nữa. Tốt mấy con khỉ á. Nhờ cái miệng của bà, tự nhiên một người đang khỏe mạnh, đẹp trai như tôi nè, lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Tài lanh tài lẹt. Thôi mệt quá. Không có thì thôi. Thôi để tao đi báo cho mọi người biết là mày không có bệnh. Trời ơi không có bệnh nữa còn hơn là trúng số nữa mày. Tao đi nha. Dạ dạ dạ. Chị Hồng. Chị Hồng xinh đẹp. Chị Hồng đẹp gái. Chị đứng yên giùm em. Bà mà đi rêu rao trong cái làng xẻo lá này ha, người ta tưởng tôi trúng số độc đắc thiệt. Rồi không ai đi xe ôm. Chớ thấy mù nội tôi luôn đó bà. Bực bội. Cam chua lè. Chua hưởng miệng bà nữa. Tôi uống hết thuốc này rồi bà biết là tôi. Cảm ơn gì nghe gì. Vậy con uống hết bệnh qua dằn mặt qua nè. Bà đó, nhiều chuyện vừa phải thôi á. Chuyện nhỏ xíu, dễ là cho bự à. Đúng là tám. Tao hứa, tao không nói ai nghe đâu. Mà nguyên xẻo lá này biết hết trơn. Anh Bảy ơi.
Ủa nhái, anh nghỉ tay đi, uống miếng nước nè. Tại anh làm xong rồi lên luôn. Trời đất ơi, gì mà ham làm dữ vậy, kêu nghỉ cũng muốn nghỉ nữa. Chạy đi. Thôi uống nước đi, rồi muốn làm gì đó thì làm. Nước nhái à, cảm ơn nha. Tôi mới nấu đem cho anh uống. Mà công nhận anh Bảy ham làm ruộng quá ha. Thì có làm mới có ăn chứ. Ừ. Nhưng mà hả, tôi thấy trong xóm mình nè, có nhiều người họ có làm gì đâu mà của ăn của để họ chất đầy đó ra. Tại vì số người ta số hưởng, còn số tôi số cực nên phải làm. Nhái á. Ừ? Tôi nghĩ là nhái nên lấy chồng đi để cho tí nhái nhờ. Thôi, tôi có đứa con rồi, bây giờ mà nói chuyện có chồng người ta nghe được người ta cười tôi chết. Tại không chịu nói thôi, nói đi có người đồng ý liền luôn chứ. Thôi anh đừng có ghẹo em nữa. Nói thiệt mà. Anh Bảy biết sao không? Dạ. Bữa tí nói với em, em lỡ dạy một lần rồi, con đứa con, nên lần này em phải tìm được một người đàn ông thiệt là chững chạc, biết lo lắng cho em và con em nữa. Tí anh cũng hay nói anh cũng chững chạc lắm, rồi biết lo, rồi đặc biệt hơi bị siêng năng. Nhưng mà hả, siêng năng không thôi chưa đủ đâu. Ủa, vậy còn thiếu gì nữa? Người đàn ông đó thứ nhất á, là phải có nghề nghiệp ổn định nè, chứ không có phải làm mấy công chuyện mà tay lắm chân bùn gì đâu. Còn thứ hai nha, là phải biết lo lắng cho em và con của em có một cuộc sống thiệt là đầy đủ hạnh phúc luôn. Tí em nghĩ vậy là đúng quá rồi. Ừ. Nhưng mà tí ra điều kiện cao vậy, mai mốt ai mà dám cưới em chứ. Hồi đó ăn học chi cho ít, rồi bây giờ để gia đình nhái không chấp nhận. Làm gì có tiền để cho chú Tư giả nhái cho mình đi. Năm ngàn, sáu ngàn, 26, 36, 46. Có mấy chục ngàn ngồi đứng ngoài. Tôi đây á, tháng này á, tôi bán được có 30 mấy triệu à. Ít hơn nó chút nhiều. Ui, vậy là ông thua tôi rồi. Tháng này tôi bán được 40 triệu. Nhưng mà làm có mấy ngày à, mấy ngày còn lại là đi chơi không à. Nè, hình hôm bữa tôi đi Hà Nội chơi nè, ông coi nè. Quá trời cảnh, quá trời đẹp luôn. Hai ông nội này bán cái gì mà tháng 30 mấy 40 triệu ta? Mình làm được không ta? Hai anh, em ngồi bển nghe Hà nói là bán cái gì tháng được 30 mấy 40 triệu à? 30 mấy 40 triệu á là chuyện nhỏ. Những người giàu nghề lâu năm á, thu nhập gấp mấy lần của tôi kìa. Wow, buôn lậu quá. Cậu á, đúng là biết giỡn đó. Tụi tôi bán bảo hiểm nhân thọ, cậu có muốn mua không? Để tụi tôi tư vấn cho. Em làm gì có tiền mua. Chẳng qua là em muốn đi làm gì mà có nhiều tiền giống như hai anh, để khỏi làm ruộng. Vậy là anh chán cái cảnh mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đúng không? Dạ. Vậy đi bán bảo hiểm giống tụi tôi đi. Không được anh ơi, tại vì em ăn học ít lắm, đâu bán được đâu. Tôi nè, học có lớp 9 nè, vẫn bán bình thường. Ồ, thiệt anh? Thiệt. Thiệt không anh? Thiệt, nhưng trước tiên nếu cậu muốn đi bán thì cậu phải trải qua một khóa huấn luyện nghiệp vụ bán bảo hiểm của công ty chúng tôi. À. Cho tôi số thôi. Dạ, không tắm không tắm, 3 năm không tắm. Cái gì? Cậu 3 năm còn không tắm hả? Không có, cái chữ mấy đứa nhỏ em hay ghẹo nó. Dạ, anh đưa máy em bấm cho. Dạ. Nay mai bên tôi á sẽ mở cái lớp tập huấn. Dạ. Có gì tôi alo. Dạ. Cảm ơn anh. Ủa Tám, tí má đâu rồi, với chị Sáu đâu? Chị Sáu bà ngủ rồi, tí má đi công chuyện chưa gì à. Kệ hả? Thôi kệ, bây giờ tao thông báo với mày trước cũng được.
Tôi thấy có chuyện gì mà ông nghiêm trọng quá vậy? Không phải là nghiêm trọng mà là quan trọng, đó là đại sự. Ông sắp lấy vợ phải không? Không phải, nó cũng na ná vậy đó. Mà na ná là cái chuyện gì ông phải nói tôi nghe chứ trời. Đó là tao sẽ thay đổi cuộc đời, tao sẽ gánh vác cả gia đình này. Cái gì? Ông trúng số độc đắc phải không? Cũng không phải luôn, cũng na ná vậy á. Mà từ nào giờ ông có mua tờ giấy số nào đâu mà trúng hay không trúng. Mà chuyện gì? Tao có công việc mới. Công việc này tao kiếm rất là nhiều tiền. Sau này tao sẽ trở thành đại gia. Đại gia bảy cò. Trời ơi trời, cái chuyện gì vậy bảy cò? Ông nói tôi nghe coi, tôi ham quá à. Mà công việc này quan trọng nhất là cái gì? Cái miệng. À, tôi biết rồi. Công việc của ông là hằng ngày đứng ở đầu sớm, hả họng ra vậy nè, cho người ta gạt thằng thuốc vô phải không? Phải không? Vô duyên đánh tôi à. Mày nghĩ sao nói vậy? Thì chết chuyện gì? Tao bán bảo hiểm nhân thọ. Trời đất quỷ thần ơi là trời. Tôi tưởng đâu có chuyện gì làm ra tiền nhiều lắm, mau giàu lắm. Bảo hiểm nhân thọ đem về dùng quê hẻo lánh này, không ai có điều kiện mà mua đâu ba. Mày biết gì mà nói. Tao đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chỉ cần kiếm khách hàng bán mà thôi. Ờ, ông tự tin quá ha. Tôi chờ tin của ông đó. Ông bán được người nào hả? Tôi cùi xúc cái móng tôi đi nè. Được rồi, mày chóng mắt lên mà xem. Tống Toàn, đây là anh nón bảo hiểm. Ê, chụp. Tống Toàn, gì? Thấy anh mạnh sao? Thấy ghê. Chuyện mày mệt quá, thôi tao đi à. Đi quên cái túi. Uống miếng nước đi bay cò. Dạ cảm ơn chú Chính. Chú Chính. Sao? Bữa nay qua đây có chuyện gì? Nói coi. Đi sớm này nhà chú Chính là giàu nhất. Không biết chú Chính có ý định mua bảo hiểm nhân thọ không? Giàu cái gì? Tao mà giàu hơn qua ba mày sao? Ba mày mới là giàu nhất. Có đâu. Ai, bảo hiểm hả? Dạ. Đúng ra đó thì tao cũng muốn mua. Dạ. Nhưng mà tao nghe đồn bảo hiểm giờ lừa đảo gì nhiều quá, tao cũng sợ. Không có đâu. Có chăng là do là những cái đại lý hay là cái nhân viên. Chứ công ty bảo hiểm ta đâu có lừa đảo. Giống như là cái câu người ta nói là con sâu làm sầu nồi canh á chú Chính. Giờ hoặc là không là do nhân viên tư vấn nó không hợp lý. Không đúng cái gói. Mà bây giờ vậy nè. Dạ. Mua bảo hiểm á thì được quyền lợi sao? Đâu mày nói tao nghe không? Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ, mua bảo hiểm đem đến cho khách hàng á nha nhiều kế hoạch bảo vệ, tiết kiệm, đầu tư tài chính, cuộc sống luôn kịch gặp những rủi ro mà không thể nào lường trước được. Không mua bảo hiểm cũng giống như là bạn á và gia đình đưa vào cái canh bạc cuộc đời. Hết chưa? Dạ chưa. À, nếu gì mà chú khỏe không? Chú khỏe là được ăn vui, còn mà dông bão mà ập tới coi như là gia đình là bị quật ngã liền luôn. Dạ. Hết chưa? Dạ dạ còn nữa, còn nhiều lắm. Dạ chú. Ôi, mày nói cái gì đâu mà y như là tao thầy giáo mày học trò khảo bài mày vậy. Bây giờ vậy nè, tao hỏi từng ngàn, thấy không? Dạ. Rồi mày trả lời từng ngàn cho tao nghe. Dạ. Chậm chậm, rõ rõ, mày nói cái gì mà như xe lửa chạy vậy. Nghe không? Vậy cũng hay, chú muốn hỏi gì con trả lời đó đi cho dễ. Bây giờ vậy nè. Dạ. À, mua bảo hiểm á được quyền lợi như thế nào đâu mày nói tân phận. Dạ chú mua bảo hiểm vậy ha. Bây giờ ví dụ cái gói này được. Cái gói này dạ dạ là 300 còn cái gói này là 100 được 200. Dạ còn cái gói này thì mua 30 được 40. Được, tao mua. Dạ cảm ơn chú. Mà nè chú mua gói nào? Có cái gói nào mà cỡ được vài tỷ không? Vài tỷ hả? Ừ. Còn có mấy gói này thôi à. Công nhận chú Chính
già mà học tiền thấy ớn luôn. Cái thằng ở đời mà tiền ai không ham. À thấy không mà nè. Dạ. Rồi thí dụ mua vậy nè, rồi khi nào mình lãnh được tiền? À dễ ăn à. Ví dụ bây giờ đúng không, chú mua cái nhà mai chú đi làm, cái chú bị xu rủi gì đó, bị què tay, cục chơi tay, cục chân là chú lãnh được tiền liền ra. Ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Tao có nể ông hay lúa lắm mà ăn nói kiểu đó tao cũng giọng vô mặt á nha. Đồ quẻo tao hả? Đâu có, thì cái chỉ cái cách mà được nhận tiền á. Tào lao. Vậy chứ khi nào mà lãnh cái gói tiền mà cao nhất của mình đầu tư? Chết đi. Chú chết đi. Trời ơi, là chú được lãnh nguyên một cục luôn. Nhưng mà công nhận già mà hao tiền thấy ớn luôn. Mà chú, khi đó chú chết rồi á, chú cũng đâu lãnh được tiền đâu. Có lãnh tiền là gia đình của chú lãnh. Mà xui chưa biết làm sao nha, gia đình lãnh cái chia này, chia chác không đều nhau, cái nội bộ xào xáo, người đâm chém, người vô tù, người chết. Cái lúc đó lạng quạng bỏ xác chú luôn, không ra dây. Đi mẹ mày. Mày ăn nói kiểu đó hả? Hả? Ai muốn biết mày? Ai muốn biết mày? Ủa bé cờ đi đâu đi con? Chạy gì Năm? Hôm nay con qua đây con đi bán hàng đa cấp phải không? Thôi 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 không có mua. Thôi đi ra không có mua, không có mua. Đây. Cậu bán gì vậy? Biết nói sao ta? Mình mà nói đi bán hàng đã tưởng bán hàng đa cấp đuổi mình ra khỏi nhà nữa. Dạ, con là nhân viên bảo hiểm Nhân Thọ. Không biết gì có nhu cầu mua bảo hiểm cho chú không vậy? Không có mua đâu. Vợ mua cho Trọng được mà. Ổng đi xa rồi. Không sao, vẫn xài được. Ủa, vậy chứ chết lâu rồi cũng xài được hay sao? Cái này con thua. Dạ không được. Vậy chị mua cho gì đi. Ủa, cái này là mua sao vậy? Dạ, vậy để con tư vấn cho gì. Mình mua bảo hiểm Nhân Thọ hay gì là mình đóng một khoản tiền trong vòng 10 năm, có thể ngắn hơn mà cũng có thể là dài hơn, rồi cái sau đó lỡ có bệnh ngặt nghèo gì đó bảo hiểm lo. Không có nhu cầu gì bệnh. Dạ nếu mà không bệnh thì lỡ có tai nạn gì bảo hiểm cũng lo. Tai nạn sao? Ví dụ là nhẹ thì chạy tay chạy chân bảo hiểm cũng lo, nặng hơn chút xíu chạy tay gãy chân bảo hiểm vẫn lo, nếu mà nằm liệt giường luôn bảo hiểm vẫn lo. Đi ra khỏi nhà tôi. Lại nói gì mà vô duyên dễ sợ luôn à. Con chưa nói hết mà chị. Giờ mình đang đóng giữa trận không, mà mai thay mình chết đi là bảo hiểm cho mình lãnh nguyên cục luôn. Nói qua không chịch lòng. Vô nhà tư vấn gì mà đâu, vô duyên dễ sợ lẹ. Ủa tới rồi đó hả? Ủa tới lâu chưa vậy? Cũng đường chập rồi. Mà tình hình sao rồi, ổn không? Không ổn anh ơi. Sao em mời ai cũng chửi em sắp mặt luôn, chửi nổi mà em đầu thai không nổi luôn anh. Chắc tại cậu mới nên mới như vậy. Thôi ráng va chạm cho nó có kinh nghiệm thêm. Bởi vậy người ta mới nói là mặt chai mày đá là như vậy đó. Mặt chai mày đá. Ừ. Cậu biết không, cái người khách hàng đầu tiên của tôi á, chẳng những chịu ký hợp đồng mà còn chính là vợ của tôi sau này nữa đó. Ủa sao hay quá vậy anh? Hồi đó tôi đưa lộn cái tờ đăng ký kết hôn. Cô tưởng tôi thích cổ, cô ký luôn. Cho nên là tôi có vợ từ đó là vậy đó. Ồ dạ. Anh tới đây là anh chết với tôi. Ôi, nhảy. Anh hẹn tôi nhiêu giờ, giờ mới tới? Lu bu công chuyện quá. Trễ 15 phút rồi nè. Thì biết trễ 15 phút nên có cái chuột lỗi lầm 15 phút. Tặng nhái. Không, tặng con nhái. Tặng con tôi á hả? À. Tặng con tôi mà lớp gì lum la vậy? Tôi thương thằng nhỏ thì tôi để chỉ lớp.
Dễ thương không? Ừ, cũng dễ thương. Chắc con tôi khoái lắm. Mẹ cái con cái. Anh khùng hả? Tự nhiên tặng quà đi ngang nhà tôi sạc vô cái đưa tôi. Mắc gì kêu tôi ra quán làm gì? Tốn tiền muốn chết à. Vậy chung hồi tôi trả cho. Đâu phải này không còn cái khác nữa. Cái gì nữa? Tặng nữa hả? Tặng gì vậy? Thôi nhảy 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 thôi đi. Bảo hiểm à. Ủa là sao tự nhiên đưa tôi bảo hiểm làm cái gì? Thì nhái mua bảo hiểm cho nhỏ đi à, sau này 18 năm á cái giống như có cái tích lũy tiền là cho thằng nhỏ vậy đó. 18 năm? Ừ. Tiền đâu tôi đóng không? Tôi đâu có tiền đóng đâu. Thì giống như coi như mình gom góp tiền lại cho thằng nhỏ lớn lên nó có số vốn mà. Để tôi suy nghĩ đi. Nghe cũng có lý ha. Thôi, nhưng mà để bữa nào đi. Bữa nào tôi đi kiếm việc làm, có chuyện ổn định rồi đó, tôi có tiền. Rồi tôi nói với anh ha. Chứ giờ tiền đâu mà muốn mấy này. Thôi chết rồi. Trễ rồi. Thôi tôi về nghe. Bye. Này chắc con tôi khoái lắm. Khoái lắm. À quên, tôi chưa trả tiền nước đâu. Mấy anh trả giùm tôi nghe. Cảm ơn anh. Nhai, nhai, nhai. Cái điều quan trọng trước tiên á là cậu phải tìm được đúng người cần mua bảo hiểm. Ồ. Ôi, nhưng mà sao biết ai cần mua anh? Có hai dạng người rất cần mua bảo hiểm. Dạ, thứ nhất. Thứ nhất là những người có tầm nhìn xa. Dạ, vậy thứ hai. Thứ hai là những người cần có sự đảm bảo. Ồ, vậy mà em không nghĩ ra ta. Ủa, ai chết mà chú ghen với vậy chú Tư? Cái gì ai chết ông nội? Dạ. Ủa, cái chân chú Tư bị sao vậy? Trời ơi đó, cái tội đi làm mai mà nói vậy đó. À, chắc là mai ăn nói bậy bạ quá bị chúng đánh. Cái gì? Đánh gì? Nó bị đi là chó nó rượt, rồi tao chạy dắp té tao ông nội. Ủa chú Tư, chú Tư hay làm mấy cái chuyện tào lao vậy? Chú Tư có mua bảo hiểm không vậy? Bảo hiểm gì? Tí mua rồi, em mới đưa tí đi bệnh viện gì nè. Không phải bảo hiểm đó, ý anh nói là cái bảo hiểm nhân thọ á. Trời ơi, bảo hiểm nhân thọ này tốt lắm đó nha. Lỡ mình có gì chết không, có tiền mai táng. Thằng Quý, mày trù tao chết hả? Mày tính giết tao chết hả? Tí sao không Tí? Dạ xin lỗi, con lỡ tay. Mày đủ nó về giùm tao con nhái. Mày chú Tư, công nhận với con là trong cái xui có cái hên đúng không? Đúng. Chứ chú Tư chạy lỡ xui có cái cây sắt gì nhọn nữa đâm lên cái chú Tư té cái lòi bụng Mày đuổi nó về đi nha. Anh Bảy, anh đừng có nói nữa. Anh nói hồi tim chết thiệt giờ. Mày nữa. À, không, nhưng mà con thấy bảo hiểm này tốt lắm á. Một lỡ chết có tiền mấy tháng. Chú Tư. Ôi à. Nhưng mà nếu cậu cảm thấy mà bán cho người lạ khó quá thì hãy tìm cách bán cho người quen. Nhưng mà cái điều quan trọng á ở đây là phải xác định được một điều. Điều gì anh? Mục tiêu. Mục tiêu. Cô Hồng. Cô Hồng làm ơn giúp đỡ con đi cô Hồng. Cô Hồng thương con. Cô Hồng. Cô Hồng ôm là con đói con chết luôn á cô Hồng. Mua giùm con bảo hiểm đi cô Hồng. Trời ơi, mày thấy cô quán sao ế vậy? Tiền đâu cô mua. Thôi. Ừ ha, quán ế quá. Chứ còn gì nữa. Mấy mày bán đi, bán rồi mua bảo hiểm. Mày nghĩ sao vậy? Cái quán tao có chút chéo kìa. Bán đi mua bảo hiểm. Rồi lấy gì tao ăn? Keo mỏ lên hả? Hả? Rồi tao nghe lời mày, tao bán quán ra đường tao làm cái bàn hả? Ừ vậy lấy chồng đi, chồng nuôi. Tí chồng hả, lấy chồng hả? Mày nghĩ tao nhiêu tuổi rồi mày nói lấy chồng? Mày khiến cho người ta chửi tao rồi mất nết rồi già còn ham chồng hả? Đúng rồi, cô Hồng già rồi cho nên mua bảo hiểm đi. Thôi, cái chuyện đó tao biết, không cần mày nói ha. Lỡ chết có tiền làm đám ma. Im. Em bậy bà, mày về đi. Ngồi ở quán tao lê lết sáng giờ hình như tao hay bị ám nữa rồi đó nha. Mấy mua làm mua... Đi. Alo, anh Tèo.
em để cò nè. Trời ơi, chỗ chồng sớm thân tình nhau, em có bí mật đây, em kêu anh nè. Dạ, mua bảo hiểm đi. Anh chạy xe ôm, anh hay chạy ra ngoài đường, lỡ bị xe đụng không, nếu mà nhẹ bị chấn thương phần mềm, bảo hiểm lo. Dạ, còn nặng hơn chút xíu không, nằm một chỗ, bảo hiểm cũng lo. Còn anh chết không, gia đình anh, tía má anh được hưởng một số gia tài anh để lại. Dạ, sướng quá trời luôn. Dạ, ngon lắm. Chú có vợ mày đừng có chù mẻ đâu nghe mày. Anh nói vậy nó bậy rồi, em đâu có chù anh. Cái này là anh em thâm tình nhau rồi nên em nói tốt cho anh luôn. Trời ơi, anh sống, anh mua bảo hiểm đi, sống anh được hưởng, chết gia đình anh hưởng, trời ơi, còn đòi gì nữa. Mày mà mua hết trên bạn bè dòng họ mày xài đi. Mày mà còn gọi cho tao lần nữa là khỏi có anh em gì hết nghe mày. Thật, cậu lao thiệt chứ. Muốn làm ăn lương thiện cũng khó gì trời. Tập, mua bảo hiểm giùm tao đi. Tự nhiên khi tôi mua bảo hiểm chi vậy trời? Thì coi như mày để dành tiền á. Trời đất ơi, tôi tiền cũng đủ ăn nữa, tiền để mua bảo hiểm. Tao đã khổ, gặp mày khổ hơn tao nữa. Ê, tôi thấy cái gì nè ông Bảy Cò. Gì? Cái số ông á, trời sanh ra cho ông là làm nông dân chân đất này nọ rồi, thì quay về làm ruộng đi, ham mặc đồ vét làm gì, không có hợp đâu ba ơi. Làm ruộng mới đến khi nào tao mới cưới được vợ. Nhưng mà tôi thấy công việc này không có phù hợp với ông. Trời đất ơi, ông ăn nói cục xúc mà vô duyên gần chết. Quỷ nó mua cho ông á. Tôi nói với anh rồi, tí nữa tôi nói cho tía tôi hiểu. Vậy mà anh cứ... Sao muốn làm người tốt khó quá, không ai hiểu cho mình hết trơn. Mệt. Trời trời trời. Mới có xíu gian nan đã nản rồi, vậy thì làm được cái gì? Đi làm ruộng còn được chút đỉnh tiền, bây giờ bán bảo hiểm không được cái gì hết trơn, mà còn bị chửi hối đầu luôn, không biết sống nổi không nữa. Mệt quá à. Tôi nói thiệt nha, anh đi bán bảo hiểm vậy á là một cái nghề lương thiện lắm đó, biết không? Nhưng mà có một vấn đề. Đề gì vậy? Anh biết sao mà anh không bán được cho người ta không? Sao vậy nhá? Tại anh không biết cách ăn nói á, nên mới không bán được cho ai. Anh ăn nói thẳng thừng vậy, ai mà mua cho anh? Vậy theo nhá, giờ tôi làm sao? À, tôi biết rồi. Thứ nhất á, anh phải về học ăn nói cho dễ nghe tí đi, vậy mới bán được. À. Ừ. Thôi, đi về đi, anh ở đây hồi tiếp tục. À, sáng sớm mà cái cô hồn cắt đảng gì đâu mà nó ngồi hả, chần chần một đống vậy á, sao mà bán buôn kiểu này chắc ế cả ngày quá đi thôi à. Ôi. Gì? Sáng thấy quán ế người ta qua chỉ bánh cho làm ăn mà tự nhiên đốt phong long người ta vậy. Đốt tụi bậy vô hội phỏng tay luôn giờ nè. Ê, cách gì vậy ba Lích? Mấy bữa nay ruột không có nghe xẻo lá mình ầm ầm lên chứ hả? Chuyện gì mà ầm ầm ở xẻo lá này mà tao không biết? Bên nhà bác hai lúa hay chưa? Nhà hai lúa? À, hình như tao nghe ổng chuẩn bị kinh doanh nhà trọ gì đúng không? Homestay là cái gì? Là chỗ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Là... thì gọi là nhà trọ. Không phải, đó là nhà mình cải tạo lại cho khách du lịch nghỉ trọ. Thì cũng là để cho khách nghỉ đúng không? Ừ. Thì gọi là nhà trọ. Homestay là nhà trọ. Trời ơi, cả cái xẻo lá này ai cũng gọi homestay, có mình nên cô là ngang ngược, là nói không đúng đó. Mày mới là ngang ngược á. Mình là người Việt thì mình nói nhà trọ, mày đặt hôi mấy tay, tiếng Tây, tiếng U đó. Mệt thôi, thôi, quá. Mà bạch, cứ gọi nhà trọ đi. Nhưng mà tao nói nghe nè, hình như tao nghe nói á, nếu mà cái mô hình mà kinh doanh cái đó đó là ngon lắm không, vô lắm không? Sao mà không ngon? Thế hả? Con á, là con định nói á, với tía con là bắt trước mà, trước khi mà nhà bác hai chưa làm xong á, bắt đầu mình làm trước. Hả? Mà tía con, ổng không có chịu. Trời ơi, mày nói ai chứ tía mày, tao biết quá. Ổng cổ lỗ sĩ lắm, ổng là chuyên môn cái diện thủ cụ bài tân. Ổng không có chịu ba cái vụ tân thời đâu, ổng khoác cái cũ à. Vậy đi, ừ. Vậy nói tía con nói là ruột nói vậy đó, cái bắt đầu tía con á là không ghé uống cà phê ruột luôn, mắc mối gán chịu. Thôi,
Nó chơi làm dữ vậy, khỉ à. Không mà thiệt, tía cô cổ hủ thiệt. Phải vì giống bác hai á, mình mở mang đầu óc cái mình kinh doanh gì có tốt hơn không? Tao nói mày nghe nha, có nhiều người dở ghê á, có cái thời cơ làm mà không chịu làm. Tao nói thiệt với mày á, cái quán của cô nó hơi bị, chỗ này nó hơi hẻo lánh. Nó không có được như là thuận tiện như ở ngoài mặt tiền người ta. Nó đông đảo mọi người á, chứ không thôi là cô cũng kiếm đi cô làm. Ai cũng muốn kiếm tiền mà, đúng không? Bậy, sao làm không được? Kinh doanh là đầu óc. Sao vậy? Tao thấy cái chỗ này á, nó nhỏ quá. Với lại không được, không biết nghĩ làm cái gì được hết trơn á. Bởi lúc nào cũng vắng hết trơn á. Con có cách. Có cách hả? Ừ. Trời ơi, Bích La giỏi quá. Ê, ba Lít giỏi quá, chỉ cô coi. Cắt nước quá. Nói đi, lát tao lấy nước cam ép cho uống ha. Nhớ nghe. Ừ. Đây nè. Ừ, sao? Ở miền Tây mình là nổi tiếng đờn ca tài tử. Đúng. Tại sao mình không kêu người về đây đờn ca hát sướng, rồi phục vụ ăn uống? Như vậy khách du lịch họ sẽ rất thích. Hay nha. Trời ơi, hay đó. Thí dụ quán mình ế quá, bây giờ mình phải tìm cách cho nó đông lên đúng không? Kéo khách tới. Nhưng mà cái chỗ này nó vắng như vậy, sao mà mình kéo tới được? Bây giờ là thời đại gì rồi, mình liên hệ những công ty du lịch, rồi mình móc nối với những người xe ôm, ví dụ như thằng Tèo. Như vậy mình sẽ chích một phần cho họ. Wow. Ừ, họ lôi khách về cho mình. Hay ta. Công nhận á, bữa nay mới thấy mày là quân sư giỏi nha. Quên, nghe nè. Ê, nước cam cho uống nha. Nhưng mà Út Hanh nhà tôi á, hát tài tử hay lắm á nghe. Vậy hả? Nhớ mùa chôm chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng hâm. Chôm chôm nè anh Bảy. Ờ, ăn đi, để quét cái rồi. Lấy chân rồi. Chơi mùa này sao chua dữ vậy trời. Đây. Cái gì đây? Dở không chơi không? Ủa, mày có thấy là tao đang quét sân không? Tao mới vừa quét xong mày xả nữa là sao? Thì giờ để anh đi chút xíu em quét cho. Mày ăn xong quét không? Ừ. Nè, đó, ăn xong quét đi. Mệt quá à. Thì để từ chiều quét cho ăn chưa xong gì hết trơn à. Làm như kỹ quá, tối ngày cứ quét. Vậy tao hỏi mày nghe. Ừ. Mỗi ngày mày đừng có tắm, mày để một tuần mày tắm một lần, chịu không? Tôi cũng tính như vậy. Thế ở dơ còn khen. Trời ơi, xin lỗi anh à. Ở dơ vậy đó chứ mình em thơm phức như hàm hương vậy đó. Ờ, mày thơm là nhờ xịt dầu thơm chứ nguyên người mày cũng dơ hay à. Gớm. Kệ tôi vô duyên. Mừng quá. Ê. Đi đâu à? Đi đâu để hồi rồi không quét nhà? Em đi ra quán chút. Quán cô Diễm Hồng hả? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Không được nghe. Tía kêu ở nhà lo coi ta xây dựng gì kìa. Trời ơi, thì mấy cái chuyện xây dựng đó anh biết thì anh ra anh coi đi. Có em chi nữa cho nó lu bu vậy trời. Mình tao làm không thể, mày phải ở nhà phụ á. Mày đi tao mát tía. Ừ. Nhưng mà tía kêu tôi đi á. Gì? Tía kêu qua cô Diễm Hồng. Đúng rồi, biết làm sao không? Bên quán cô Diễm Hồng bây giờ có đờn ca tài tử ở bển á. Tôi qua thử coi bển có làm sao. Thôi, mày đi ra ngoài rồi cái mày dính ở ngoài luôn. Mày biết chừng nào mày mới về. Chứ lại mình tao lo không sẻ đâu. Ồ, không có đâu, em đi xếp về liền à. Thôi, mày muốn đi đâu đợi tía dậy đi. Hỏi tía đi đi. Ơ, tía dậy rồi kìa. Tía con đi nha tía. Cái thằng mắc dịch. Vậy cũng dụ tao được nữa. Tiền là bà chủ ơi. Ơi, tính tiền ơi. Ăn hết rồi hả? Ngon không? Được. Đây vị cá, rau, canh, tất cả là 440. Hả? Cái gì vậy? Mắc dữ vậy?
440 ngàn. Trời, có 2 ly nước cơm vậy thôi tính 440 ngàn. Thông cảm đi, tại vì ở đây mình ở chỗ du lịch hả, mình thể tính cái giá du lịch chứ. Nè, thế mình còn được nghe ca hát, cái gì cũng phải tốn tiền mà cậu hả? Du lịch đó thì cũng phải vừa vừa. Trời, chặt chém chỗ này ai mà dám ghé. Em nhớ cái quán này nha, lần sau anh không có đến nữa đâu á. Thôi trả lại luôn đi. Nè, 450 à. Thôi lại 10 ngàn cho tôi. Nói bao luôn 10 ngàn. Không. Không. Có 10 ngàn không biết bao. Tôi nhớ cái quán này ha, tôi đăng lên Facebook cho mọi người biết mà tránh. 10 ngàn muốn bao. Đi anh. Trời ơi. Mà đừng có thách tôi á, chờ mà coi ha. Mệt quá à. Chữ bồ đi chơi. Mày đặt tính toán keo kiệt. Vậy thì về mua bồi mua rượu về nhà đóng cửa hả? Lại ăn chơi với nhau đi. Trời ơi, quá trời đông khách luôn ha. Ừ, cũng nhờ mày á, mày chỉ cho tao đó, đừng ca tài tử rồi khách đông quá trời đông luôn à. Trời ơi, bây giờ mày tới á, là một lượt khách mới vừa về á nha. Chứ sớm tới xíu nữa là không có chỗ ngồi á. Mấy bữa ha, không có chỗ ngồi mà đông á, người ta phải bắt số rồi đó. Bắt số á, không cái người đó chờ lâu quá, phải đi đâu á, rồi quay lại là phải lấy số lại luôn đó. Trời ơi, đi ăn uống nghe đừng ca tài tử giống như đi bệnh viện gì bắt số luôn hả? Ồ, nó đông nó nổi vậy, tao nói thiệt luôn á, mày không tin á. Bữa nào mày lên thử coi. Cái gì? Chuyến này về phải thuyết phục tía kinh doanh du lịch mới được. Quá ham. Ừ, được đó, mày về mày ráng thuyết phục ổng đi à, rồi làm chung cho nó vui. Ê, không sợ nhà con cạnh tranh với ruột hả? Làm gì sợ, người ta nói hả, trăm người bán, vạn người mua lận. Buôn có bạn, bán có phường, bán vậy mới vui. Ừ, được á, vậy á. Tiền cà phê chưa trả. Quên. Quên khôn quá. Nãy giờ khách đông quá quên. Rồi. Đây. Thiếu, chưa đủ. Nhiêu? Đây. À, đây là cộng với cái tiền phục vụ văn nghệ nãy giờ đúng không? Cũng chưa đủ. Vậy chứ nhiêu? Ừ. Nhiêu? 50. Cái gì? 50. Trời ơi. Giá du lịch mà. Tôi là quân sư của ruột luôn á mà ruột lấy 50. Quân sư chứ. Giờ qua uống coi như khách. Khách uống cũng nghe từng ca tài tử thì cũng phải trả theo giá du lịch chứ. Quá đáng lắm luôn á, đối xử với quý nhân mà vậy luôn á hả? Ai cũng vậy, ai cũng nghe, ai cũng uống vậy mà. Nè ha, lấy tiền này đi. Rồi ha, cho mập vô, rồi lúc có cái gì á, không có ai nhìn đâu. Mới mốt tôi kinh doanh du lịch được, tôi lấy gấp 3 luôn. Quá đáng lắm luôn á. Trời đất ơi, từ 10 ngàn lên có 50 ngàn ly mà nó làm thấy ớn không? Làm gì dữ lắm vậy? Quá đáng à. Trời đất ơi, dạo này khách khứa đông quá trời luôn à. Một mình chạy tới chạy lui không thế nào mà làm xuể nổi hết trơn á. Mấy đứa cháu à, mà đứa à, lúc mày đi học đi làm không có đứa nào phụ mình. Tuyển nhân viên thì mấy ngày trời cũng không thấy người nào tới đây xin việc hết trơn á. Sao mà khổ ơi là khổ vậy, Diễm Hồng gì không biết nữa. Cô Hồng. Ủa, chính thật sự đi đâu đây, uống cà phê hả? Dạ không. Chứ đi đâu? Tên gì? Cần tuyển nhân viên phục vụ quán. Thôi, ở đây không có đủ tiền để trả cho nhân viên kiểu như chính thời sự đâu, không được. Cô Hồng yên tâm, tiền bạc đối với con không có quan trọng. Quan trọng là con được nhiều chuyện với khách của cô Hồng á. Là sao? Cô Hồng biết không, thời buổi bây giờ á, mỗi người cầm một cái điện thoại bấm 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 bấm. Không ai nhiều chuyện với con hết. Cho nên á, cái danh tiếng chính thời sự á, bị hao mòn rồi. Cho nên con phải qua đây tìm khách của cô Hồng để nhiều chuyện. Trời đất ơi, nó qua đây á, nó dành khách nó nhiều chuyện. Sao mà mình nhiều chuyện được? Không có được, làm sao có qua được cô Hồng được chứ. Có đem hồ sơ không? Dạ có, đây đây, hồ sơ của con đây. Chuẩn bị kỹ vậy hả? Dạ.
cẩn thận dữ hả? Dạ. Ôi trời ơi, hồ sơ. Mới tốt nghiệp cấp 3 à? Dạ đúng rồi. Vậy biết tiếng Anh không? Dạ biết. Nói thử coi. Dạ. Yes, no, okay. See you again, bye bye. I love you, gồm đều biết hết trơn á. Đâu cần tới chính nữa. Ở đây á, khách nước ngoài rất là đông. Mà bây giờ nếu mà chính thời sự không có biết tiếng Anh thì làm sao mà nói chuyện với người ta được ha? Như vậy là cái danh tiếng của chính thời sự nó sẽ bị lu mờ đi, nó mai một đi, uổng. Tóm lại là không được nhận. Thôi, nè bây giờ cầm đi, quay ngược lại, đi thẳng ra cổng. Thẳng ra cổng, quẹo phải. Dạ. Đi thẳng một nước, về nhà. Vậy là không được nhiều chuyện. Chừng nào giỏi thì quay lại đây ha. Goodbye. See you again. Nghĩ sao vậy chính thời sự ha? Ở đây á, Diễm Hồng là trùm nhiều chuyện rồi. Mà chính thời sự tính đến đây để dìm hàng Diễm Hồng hả? Đâu có được. Tưởng kiếm nhân viên dễ lắm mà sao khó khăn quá ta. Được này mất kia. Ê, cậu kia. Dạ. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm chủ quán á cô. Tôi nè. Dạ. Đứng dần dần nhỏ bé vậy mà không thấy. Cô là chủ quán hả? Ồ, vậy mà nãy giờ ông nói sớm, làm con tìm quá trời quá đất luôn. Đến có chuyện gì không? À, dạ, con đến xin việc á. Kiếm xin việc hả? Dạ. Sao không thấy cầm gì giấy tờ hồ sơ vậy nhờ? Dạ, cô thông cảm, tại vì trước khi đi thì có. Nhưng mà trên đường đi á, thì gặp một số chuyện nên không có. Nhưng mà con hứa với cô á, con sẽ bổ sung ngay nha cô. Làm cái gì mà có bộ hồ sơ mà cũng không giữ nên thân gì, làm ăn được cái gì? Sao mất? Dạ, chuyện là như này. Sáng sớm con dậy lúc 5 giờ. Con coi đồng hồ. Sao thấy con sớm quá. Con nghĩ mình ngủ tiếp. Rồi đến 7 giờ con dậy, con đánh răng, rửa mặt. Rồi... Ôi mệt quá à. Cho qua cái đoạn này đi. Nói vô trọng tâm cái hồ sơ từng cái gì mà đánh răng rửa mặt trong đó nữa. Cô ghi nhỏ một chút. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Vậy chứ sao, nói đi. Rồi con lấy bộ sơ ra, con kiểm tra coi cái đầy đủ hay chưa. Cẩn thận vậy được. Dạ, cảm ơn cô. Rồi con lên xe. Con đen đi nửa chừng thì... Thì sao? Thì... Trời nó mưa. Có nghĩa là mưa ướt hết bộ hồ sơ đúng không? Dạ, đúng rồi. Có vậy không mà cũng làm tao mệt à. Thôi vô đi ngồi nói chuyện nữa nè. Dạ, cảm ơn cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ, tại cô biết sao không? Con người của con á, làm cái gì cũng phải có trước có sau, có đùi có đau, có đầu có đuôi. Rồi nên con nói chuyện á, cũng phải có đầu có đuôi. Như vậy người ta mới hiểu được. Rồi chừng nào mày bổ sung hồ sơ cho tao? Dạ, sau buổi phỏng vấn hôm nay thì con về, con viết, con nộp cô ngay. Vậy cũng được. Dạ. Nhưng mà, tao nói nghe nè. Tao nói trước ha, bây giờ tháng đầu tiên á, tao nhận mày, tao sẽ trả cho mày 5 triệu một tháng, ăn tự túc. Chừng nào mà mày làm giỏi á thì cô bao ăn. Dạ. Được không? Dạ. Ê, quan trọng là mày biết tiếng Anh không? Dạ biết. Con nói được tiếng Anh. Vậy hả? Con biết được tiếng Trung. Ôi trời ơi, giỏi vậy. Con nghe được tiếng Hàn. Nhưng mà ngược lại thì con không nghe được tiếng Anh. Trời đất ơi. Không nói được tiếng Trung. Không biết được tiếng Hàn. Trời đất ơi, mày làm gì mà rối quá vậy hả? Tại sao mày không học nghe nói viết gì hầm bà lằng vô một cái ngoại ngữ thôi, tự nhiên mày làm tùm lum mỗi thứ một chút vậy, ba mứa quá vậy. Dạ, hoàn cảnh cô ơi, để con kể cho nghe. Thôi, mày đừng kể nữa. Mày mà kể nữa chắc là tao thấy tới Tết công cô luôn quá ha. Nè. Dạ. Cô nói cho nghe, tại con nơi khác tới con không biết. Dạ. Cô ở đây Diễm Hồng cái quán này nè, rất là phúc hậu, rất là tốt bụng ha. Nhân viên của cô á, làm gì có cô là cô thoải mái hết luôn. Muốn cái gì được đó, nói chung là làm tốt ha. Thậm chí ha, làm giỏi cô cho đi du lịch nước ngoài luôn. Wow, du lịch nước ngoài luôn. Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ đi máy bay luôn á. Không biết
có say xe dính dữ đi kia không ta? Ý mày nói là mày đi máy bay mày sợ say say chóng mặt rồi nhức đầu á hả? Đúng rồi. Đi du lịch nước ngoài cũng đâu có cần đi máy bay. Nếu mà con có bị say cũng không sợ nữa. Không đi máy bay hả? Ừ. À đi tàu đúng không cô? Cũng không cần, đi xe là được rồi. Đi hả? Ừ. Được ta? Sao không được? Năm nào cũng không đi Campuchia đó. Trời ơi, vé có 200 mấy à. Đi về hả, dọn dẹn vé khứ hồi cũng khoảng 500. Dạ. Rẻ rề ha. Campuchia, vậy bà còn tưởng được đi xa xôi, ví dụ như đi Mỹ chứ. Mỹ hả? Dạ. Là Mỹ là, tiếng Anh là American phải không? Mỹ là vậy phải không? Dạ đúng rồi. Được luôn. American Thor. American Thor luôn. Ừ, lạ ha. Lạ ở đâu cô? Mỹ Thor đó. Được ha. Dạ. Đó giờ có làm đâu chưa mà sao giờ này còn đi xin việc làm, có kinh nghiệm gì không? Dạ có chứ cô, con làm nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sao lại nghỉ thì xin chỗ khác? Dạ tại chủ thấy ghét nên con nghỉ chứ. Chủ sao ghét? Thì mới đầu cũng hứa hẹn rồi làm một thời gian xong nói quên, cô thấy ghét nên con nghỉ. Trời, nãy giờ mình hứa nó cũng nhiều lắm, không biết kiểu này nó có nghĩ không ta. Mà giờ mà có đẹp vậy chắc cô giữ lời hứa mà đúng không? Kiểu vậy chủ thấy ghét thiệt á ha. Được. Nhưng bây giờ làm liền giờ được không? Dạ được, ok luôn cô. Vậy nha. Dạ. Tới giờ rồi, con Bảnh nghe nhạc thôi. Anh Bảy ơi, tới phiên anh coi nhạc kìa. Ủa, đi đâu vậy trời? Anh Bảy, tới phiên ra coi nhạc kìa trời. Đi đâu không biết nữa. Alo. Anh Bảy, tới giờ anh coi nhạc rồi kìa. Trời ơi, tao đang bên quán cô Diễm Hồng coi đường ca tài tử. Đang hay, đang khúc mùi mẫn cao trào lắm. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nãy là giao kèo là mỗi người coi một buổi mà. Về lẻ đi. Vậy bữa mày bỏ tao ở nhà, tao canh mình. Thì bây giờ mày ở nhà canh mình đi. Canh bù hồi vụn bữa. Vậy đi nha, không nói nhiều, đang hay. Anh Bảy. Thiệt tình luôn á. Ngồi tôi về, tôi mét tía nè. Sáng giờ ha, mình là chủ á, mà mình quay chóng mặt luôn á, mà cái thằng nhân viên của mình tới giờ này cũng chưa tới nữa. Alo. Dạ, alo, con nghe à cô. Mày đáng đâu mà giờ này chưa tới nữa. Dạ, con lại gặp chuyện động trời cô à. Để con kể cô nghe cho nha. Thôi, mày đừng có kể nữa. Hả, à, tao cho mày 5 phút nữa. Nếu mày không tới, mày biến luôn đi, mày đừng có tới nữa nha chưa. Chị bà này. Nghỉ thì nghỉ. Mệt quá. Trời ơi, bà không? Cái gì vậy? Trời ơi, cà phê gì bữa nay mà làm đắng ngát vậy bà nội? Cà phê phải đắng chứ, bữa chè sao phải ngọt? Nhưng mà đắng vừa vừa tao uống được. Đắng cái gì đâu mà uống không được luôn à. Đi xin miếng đường coi. Hết đường rồi. Trời ơi. À, tôi nói cho ông nghe nha. Già rồi nha, làm ơn á, ăn ít đường lại. Chứ không thôi à, bị tiểu đường, đái đường á, lúc đó hả, à, đừng nói sao xui ha. Bà chủ viên, tự nhiên khách hàng là thượng đế mới xin chút xíu đường mà xài xỉ tiểu đường này tiểu đường nọ. Chưa thấy ai như bà đó kỳ công à. Tôi vậy đó. Uống thôi đi, về bữa đi, không uống nữa thôi. Mà à, không uống nữa, quyết định rồi, về nhà tự pha cà phê uống. Về không trả tiền. Về tự pha đi ha. Rồi bỏ đường vô nhiều vô thành một cái món cà phê chè. Ăn cho nó đã, cho nhiều đường, cho tiểu đường luôn. Anh tưởng là anh không uống rồi tôi không bán cho ai được á hả? Anh không uống thì thôi chứ, tôi quán được đông khách mà, tôi đâu có sợ. Trời. Chị, có phải chị chủ quán không? Dạ đúng rồi chị. Chị cần gì chị? Dạ tôi ở trên xã xuống rồi chị. Vừa rồi có người tố cáo quán chị là bán cho khách du lịch chặt chém á. Vậy tôi mời chị lên xã. Trời ơi, chị có lộn quán nào không chứ? Đó giờ tôi bán buôn lúc nào cũng đúng giá mà. Làm gì có
đúng giá gì? Đúng giá du lịch. Phải gì không? Cô đơn quá à. Trời ơi, sống thấy em ai yêu ơi, đâu. Anh đang quay về mười thấy... năm xa hết. Ba Lết, ba Lết, ba Lết. Vô đây, vô đi uống cà phê. Ba Lết, vô đây, vô đây. Vô uống cà phê, vô uống cà phê nha. Uống cà phê. Chưa bắt số mà. Thôi, số má gì, uống đi. Ly 50 ngàn uống đứt lưỡi chết. Không, 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 không. Không có, không có, có 10 ngàn à, có 10 ngàn ly à. Ủa, chứ không lấy giá du lịch nữa hả? Không có, tao mới bị phạt rồi, bán giá bình thường mà. Bởi vậy cho chừa, sẵn cảnh tỉnh luôn những người mà có ý định chặt chém người ta. Khách du lịch cũng là người ta đi làm cực khổ mới kiếm tiền được. Hở cái nghe cái hơi du lịch là chặt à, làm gì, ai dám ghé? Biết rồi, nó hoài à, bán bình thường rồi. Nè, làm du lịch lấy chất lượng hàng đầu, sự hài lòng để giữ chân du khách. Yếu tố con người là quan trọng nhất. Sao sao mày nói giống tía mày quá vậy? Tía mới nói xong qua nói gì ruột luôn á. Nhìn mày giống ông cụ non quá trời đất à. Trời, tía tôi nói thì tôi phải nghe chứ. Biết rồi, thôi giờ uống cà phê nha. Coi như tôi không uống cà phê. Ba lít này là không phải uống chùa đâu. Miễn sao giá mà nó giống như ngày thường là được rồi. Ok, rồi uống gì? U di kỷ. Có liền. Trời ơi, sáng giờ không uống được con nào chứ trời. 1, 2, 3, 4. Lớn nhỏ đều có. Hôm nay bị tổ chát làm sao? Sáng giờ chưa câu được con nào vậy? Tại anh hên thôi. Hên gì hên? Ủa bình thường hay nói em là người câu cá giỏi nhất, giỏi nhất. Hôm nay gặp phải cao thủ, sợ chưa? Tại tôi nhường anh á, chứ đừng ham. Ui nhường, thua chứ nhường khỉ khô gì. Thắng làm vua, mà thua làm giặc. Làm cướp. Ê, mày Tâm, mày làm gì vậy? Mày đứng lại coi. Ngu sao đứng lại? Mày không đứng lại, tao mét tía à. Trời ơi, mát đi tôi sợ rồi. Tâm không bắt bọn con. Tâm thằng nào nói lớn đầu chồng ngồng mà còn chơi cái trò cút bắt hay gì? Tại này nè, nó ăn cắp cá của con kìa tía. Ủa, bộ cá có ghi tên của ông có gì mà ông đủ thừa tôi ăn cắp cá của ông? Ủa sao mày ngang ngược quá vậy? Tao câu đã, mày giành đã rồi, bây giờ mày nói. Thôi, câm hỏng hết lại cho tao đi. Nhức đầu quá à. Mấy cá lóc cứng giành nhau, làm như giành giường chiếm đất vậy đó. Hai thằng bé á, của trường tao á, tưởng nhiều lắm. Mấy cá lóc đem dưới chuồng sáu kho tiêu cho rồi. Mày á, đúng là đồ con cám. Ừ, tôi con cám với ông được như con tắm mà. Ghê luôn. Tức thiệt chứ. Tức ai giữ ra anh Tèo. Con cá gì mà bắt không được, để nó xảy. Trời ơi. Nãy giờ tưởng đâu ông tức ai ghê gớm lắm. Ai dè tức con cá thì xảy con này mình bắt con khác. Làm gì dễ lắm vậy? Tao canh nó lâu lắm rồi đó. Vậy mà để nó xảy. Có vậy thôi cũng tức. Không được, tao phải phục thù mới được. Ôi, phục thù luôn. Bé con. Dạ. Mày có tiền không? Có. Cho tao mượn đi. Gì? Đi phục thù. Trời ơi, anh muốn phục thù không? Ừ. Anh nói em một tiếng, cần gì mượn tiền em? Em chạy đi làm mò cho anh, bảo đảm hả anh câu được cá bự 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 không? Khỏi mượn tiền em. Thằng tào lao. Ai nói mày tao mượn tiền đi mua mồi? Chứ mua gì? Tao đi mua thẻ á. Ủa anh, cá gì ăn thẻ vậy? Cá nào ăn thẻ? Tao mua thẻ là tao chơi game. Game bắn cá á. Chơi game hả? Ừ. Trời ơi, chơi game là không có tốt đâu á nha. Mày gặp game tốn tiền nữa là càng không tốt nữa. Ôi, mày không hiểu biết gì hết trơn. Game đó là game kiếm tiền đó mày. Game kiếm tiền. Mày không tin tao chứ gì? Không. Giờ mày đi theo tao ra ngoài kia, mày thấy người ta kiếm tiền là mày mê liền á. Sức mấy mà em mê ba game đó. Đi không? Nó nhiều quá.
Đi đi, sợ anh hả? Đi mà. Đi. Ờ, dạ. Hiếu cho tao mượn tiền nha. Chuyện nhỏ. Ủa, mà chừng nào anh trả em? Mời chạy xe gom trả cho. Trời, chuyện nhỏ. Đi lẹ mày, ra ngoài phụ tao phục thù nha. Thôi, em đâu uống hết, chơi game đâu, phục thù. Ra ngoài là mày ghiền luôn con. Em ghiền, em chết liền. Ra ngoài tao phải lấy được con cá rồi. Mấy nào không biết làm gì mà chơi chỗ nào thua chỗ đó. Trời đất ơi, mới sáng sớm bà Hồng mới nhắn tin đòi nợ, chắc này trốn luôn quá. Bà dây Tèo đâu à? Ruộng đi xem tao chở cho. Từ đây ra ruộng gần xịt, đi xe chi, đi bộ cho khỏe mày ơi. Trời nắng, đi xe cho khỏe cặp giò. Thôi, tự nhiên tốn tiền chi cho mệt chứ. Đi à. Khó ăn tiền mày quá ba dây. Dễ dặn tiền ba dây nè mày. Ba dây. Gì nữa? Có tiền cho mượn mấy chục đi. Chi? Cho mượn đi. Ừ, có gì cầm cố không? Thằng này, anh em mượn mấy chục ngàn mày cũng cầm cố mày. Vậy cho chắc mày ơi. Cầm giấy từ xe đỡ đi. Đi không được, giấy tờ xe để tao mà ngang. Chứng minh đi. Nè. Ủa, ai sao lạ quắc mày? Nhìn già chát vậy? Đâu được coi. Ừ. Ý, này cũng già tao. Này mới có tao nè. Thôi đưa cả hai luôn đây, đi cầm cả nhà cho chắc. Cái gì, mượn mấy chục ngàn mày cầm cả nhà tao mày? Dạ chắc ăn mày ơi. Giờ tao có 60 với 45, mày chọn nào? 60. Thôi, 45 ngàn đi, bớt tao 5 ngàn nha. Tao không có tiền tao mượn mày, còn bớt mày 5 ngàn. Tao 60 nè. Bớt tao 10 ngàn ha. Mày bị điên hả, mày mượn tao 60 ngàn đó, lo mà trả đi. Ê, gì? Nói nghe nè. Mà mấy nay làm gì sao thấy thê thảm dữ vậy, với mượn tìm lum la vậy? Cá rỉa quá à. Hả? Không có gì, đi ruộng đi, đàn ông trai nhiều chuyện vậy. Cho vô nhà vô cửa mày ơi. Ê mày khoan, móc tiền ra. Không cho mượn hả? Lẹ, cho mượn nhưng mà móc tiền ra. Nhớ nghe chưa, lần sau trả đúng 3 tờ, đúng số seri nghe chưa. Mày bị điên hả ba dai? Vậy mới là ba dai này chứ. Ha, đi à. Không biết mày ba dai hay ba gai à. Tao tửng mày còn tửng hơn tao. Không giận, mình thay thiệt. Alo, anh Tèo hả? Em tới rồi nè, anh tới chưa? Lẹ lẹ đi. Dạ dạ, em đợi. Dạ. Bẻo ơi, ngồi xuống. Dạ, anh Bảy kêu em. Uống cà phê không? Anh bao. Trời đất ơi là trời, làm hết hồn à. Uống cà phê mà tưởng nấu gì không à. Con ca cứ nghe nè. Gì? Mày làm gì vậy? Tôi rờ coi anh có bị ấm đầu hay không. Trời đất ơi, tự nhiên bữa nay mày đặt bao cà phê tôi uống nữa. Anh mày vô bánh cá. Bắn cá hả? Ừ. Trời ơi, cá lớn phóng lắm phải không? Ừ. Ừ nó nghe nè, mày nhắc cái vụ cá mới nhớ. Em tính đi gặp anh đó mà tự nhiên cái anh kêu em rồi. Ủa mày kiếm tao làm chi? Đi câu cá chung. Thôi ha, đi câu cá mày, mày chơi anh Giang gần chết luôn, nghỉ đi. Mệt mệt quá à. Bữa đó em giỡn thôi, mà cá trước sau cũng đem về nhà, nhà mình ăn chứ ai ăn. Thôi mệt mày quá, mày kiếm bà dai đi chơi câu cá chung với mày đi. Trời thôi đi mệt quá à. Ông nội bà dai lần nào cũng vậy, rủ 10 lần với 10, không có lần nào chịu đi với em hết trơn á. Chắc ăn gian quá nên tao sợ không dám chơi chung với mày. Mày nên coi lại cái cách ăn ở của mày đi. Ăn gian quá. Mệt. Ủa vậy? Anh bao? Uống nước cam luôn. Cho ly nước cam cô Hồng ơi. Ừ, có liền. Bé cỏ, sao chưa đi còn ngồi đó? Đi câu cá.
đi liền. Ủa, hồi nãy tôi rủ ông đi câu chung với tôi, ông chịu đi. Bây giờ ông tèo qua rủ anh đi làm sao? Thì tao không thích đi câu chung mày được không? Thôi mà cho em đi với. Không mày, không cho tôi đi hả? Tôi theo tôi chù hai người hoài luôn á. Mày giờ mày về lấy cần câu đi, tao với ông tèo chạy vào cái dưới. Ủa sao đi câu cá đi đường này? Mệt chứ, thiệt tình luôn á, hai cái ông này bực mình dễ sợ luôn. Mới vừa đuổi theo hai ổng liếc qua liếc lại cái mất tiêu luôn à. Lần sau hai ông đừng có hồng hên được chứ tôi như vậy nghe chưa. Mệt quá. Ủa Tan đâu á? Đi bắt quả tang. Bắt quả tang ai? Cha bảy cỏ gì cha tèo chứ ai. Ôi, không lẽ hai người đó khùng hả? Nói gì vậy? Trời ơi, nói chuyện nó rõ ràng á, uống ai biết trời. Người ta chưa nói mà. Nói đi. Tôi nói nghe nè, dạo này á, hai ông đó đang ủ mưu cái chuyện. Tỉnh luôn á. Đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều là một giờ trưa. Mà trời đất ơi, ông bắt tôi đứng ngoài nắng như một con khùng, một con điên để đợi ông. Bây giờ ông mới xuất hiện là làm sao? Thôi thông cảm mà. Tại buổi trưa gió mát quá, khi nằm ngủ quên ngon giấc quá, tỉnh dậy thấy hơi lố giờ xíu. Ông hay quá ha. Ông thì ở nhà ông ngủ, tôi đứng ngoài nắng nghe ông cây tôi đợi ông nè. Gió mát bụi bặm kiến cắn gần chết luôn vậy đó. Thôi thôi mà bớt giận bớt giận. Bây giờ mình đi ha. Đi đâu? Thì đi bắt quả tang á. Bắt quả tang ai? Tèo bảy cò. Tèo bảy cò. Trời đất ơi là trời. Đợi ông á, hai ông đó đi mất tiêu rồi. Chắc hai ông đứng đợi ông chắc à. Không được kèo bữa nay, mình bắt kèo bữa sau làm gì dữ. Thôi 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 thôi, thôi dẹp đi. Không có bữa sau bữa gì hết trơn, có mệt quá. Bây giờ tôi đi về, mai mốt tôi điên mình tôi sướng hơn, không có ngủ không đi đâu. Ôi, có nhiêu nó giận hoài. Sao giận sao không giận? Trời đất ơi, cuộc đời của tôi hả, tôi ghét ai mà cho tôi leo cây lắm luôn á nha. Thôi, xin lỗi mà. Không xin lỗi phải hết trơn, tôi đi về. Về làm gì? Đi về ngủ, mệt. Ôi, Tan. Tan. À, dạ, chào bác Hai. Đâu mày? Ủa, nay bác Hai cà phê sớm dữ. Sớm gì, giấc này sớm gì nữa. Bọn mày, cái này bộ cũng tính đóng quán đây luôn hả? Dạ, đâu có đâu, con làm gì có tiền đóng quán. Con qua mua cà phê tí con. Ơi, bà Hồng bà đi công chuyện rồi, bà giao, bà gửi quán cho tao nè. Chờ chút đi. Dạ. Ủa, tía mày đâu, lại đây uống mà phải đi mua. Dạ, tía con đang đỡ đẻ cho dì Mười. Cái gì? Tía con đỡ đẻ cho dì Mười. Ủa, tía mày mới thêm cái nghề đỡ đẻ hồi nào vậy? Dạ cũng lâu mà bác Hai, mà tía con đi sớm rồi. Ủa, nó có nghề đỡ đẻ nào tao không hay ta? Con cũng đâu biết đâu, tại con nghe bà con nói tía con đỡ đẻ hay lắm. Trời đất ơi, đỡ phát là mẹ tròn con vua hết thảy luôn á bác Hai. Thiệt không mày? Thiệt. Bác Hai hả? Chừng nào mà nhà thím Hai á có cần đỡ đẻ cứ hú tía con tiếng, tía con qua phụ cho. Thôi thôi thôi, không dám đâu. Ông nội tao chưa dám giao cho tía mày mà đỡ đẻ nữa. Có gì tao chở đi nhà thương đẻ chứ mất cái gì phải đẻ. Nhà tao rước tía mày qua. Bộ tao ngu à, tao không à. Wow, hai chơi sang dữ, đi nhà thương luôn. Trời đất ơi, đẻ thì tao phải đi nhà thương chứ không lẽ đẻ ở nhà. Vậy thôi, cái đó tùy bác Hai à. Ừ, mày mới lạ. Chết ông chiến này rồi, tôi sẽ đi mét tía cho ông no đòn luôn. Ủa mà mày nói đẻ gì mà bà ơi hả? Dạ dạ, cho con chút. Alo, con nghe tía.
Dạ xong chưa tía? Xong rồi hả? Được nhiêu được nhiêu? 8 lần hả? Chà ngon dữ. Dạ 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 dạ, chút chút con về liền. Trời đất ơi, ai đẻ 8 đứa như vậy? Nhà bà Mười. Nhưng mà chưa, càng một đứa, 9 mới đúng. Quỷ thần thiên địa ơi, cái này chuyện lạ thế giới à. Chứ Việt Nam tao chưa nghe ai mà đẻ tới 9 đứa à. Trời, cái này nhỏ. Bận trước kìa, tía con đỡ đẻ cho cái chị gì mà trên đầu sớm á, chẳng chục luôn á. Mày xảo gì vừa mày ơi. Thiệt. Trời nội với ai mà đẻ 10 đứa. Tía con mát tài lắm, đẻ mà ra một bầy luôn. Đứa nào đó nó trắng tròn trục trục, nhìn dễ thương lắm kìa. Ai mà đẻ ra một bầy. Mày làm như là đẻ cái gì mà ông bầy? Dạ heo. Tía mày đỡ đẻ cho heo hả? Dạ đúng rồi, tía con đỡ heo nhà dì Mười mà. Đỡ đẻ cho heo thì mày nói đỡ đẻ cho heo. Mày nói đỡ đẻ cho bà Mười. Tao tưởng là bà Mười từng tuổi này mà bà còn ham vui, đẻ mà lượt 9-10 đứa. Mày khùng vừa vừa, bữa mốt ăn nói chứ cẩn thận đàng hoàng heo. Dạ, biết rồi. Tía ơi, heo. Heo, heo, tía heo. Bà nhập mày hả gì? Ngày nay muốn ngày heo hay gì hết, thằng này heo, tới kia heo. Heo gì nữa? Heo nhà mình đó tía. Sao? Heo bị đập nát rồi kìa. Ai dám đập heo mình? Ông bảy cọ, ông đập banh dạnh mà nó trơn rồi tía. Thằng ôn dịch vật này, con heo có chọc ghẹo rồi nó đâu mà nó đập con heo. Hả? Rồi sao rồi? Hồi nãy con vừa gặp á, là con bắt quả tang tại trận rồi con chạy vô đây con cho tía hay liền luôn á. Thằng này gì đó tới số tao. Rồi giận heo sao rồi? Con heo ơi, giờ nó nát bét hết trơn rồi tía. Rồi sao mày không ca mà để cho nó đập nát con heo là sao? Con đâu có ngu con ca tía. Con phải bắt tại trận để con qua con mát tía á. Thằng ngu, nó đánh sao mày không ca? Nó chết con heo rồi để sạc hiệp hả sao? Con ngu sao con can? Với lại con nói tía nghe nè. Ôi sạc nghiệp gì mà sạc nghiệp, nó nói sạc nghiệp đâu. Chết thì đi mua con khác chứ có gì đâu tía. Trời đất ơi, heo nuôi lớn cỡ đó mà đi mua, ai bán cho mày heo cỡ đó mà đi mua? Chứ không lẽ tía tính về tía dán lại tía xài hả? Ủa mày nói heo gì dán? Thì con heo đất á, ông bảy còn đập lại thì phải dán lại xài chứ tía. Bà giật mày. Heo đất mà nãy giờ không nói heo đất. Nó đập con heo, tưởng con heo nhà. Hai thằng bay á nha. Từ giờ sắp tới anh nói cho nó cẩn thận cho đàng hoàng. Thằng thì nói đỡ đẻ, thằng thì nói đập heo. Đỡ đẻ thì mày phải dùng cái từ là đỡ đẻ cho heo. Còn mày nói đập là phải mày phải đập ống heo. Uổng công con qua con tố giác cho tía biết từ những cái tía gậy của con à. Mày tố tầm bậy, mày tố quan cho người ta. Là mày là cái thằng có tội nặng hơn cái thằng kia. Thấy không? Ôi nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi tía. Hồi nãy tía biết ông bảy còn ông đập heo, ông lấy tiền ông làm cái gì không? Đập heo làm gì? Ông đập heo để ông đi chơi game bắn cá đó tía. Trời! Ôi trời ơi! Đau quá tía ơi! Bảy cò! Dạ? Tại sao mày già đâu rồi? Còn mê chơi game? Ôi trời ơi! Đau quá tía ơi! Đánh nữa rồi tía! Thằng Tám Tàng mà không cho tao hay á, là mày bán cái nhà này rồi, bán cái nhà này rồi ra sân ở, thấy không? Trời ơi, tía nói vậy nói hoài cho con quá à. Sổ hồng tía dữ, lấy gì con bán được. Còn cá treo nữa hả? Hả? Mày đánh đi tía, đúng rồi tía. Đi mày. Mày nhớ cho Tám, tù này tao sẽ trả nè. Trời tía, hăm dọa con kìa tía. Hồi nào tới giờ là đứa ngoan nhất trong nhà, mà bây giờ nghe lời ai? Nghe lời ai xúi dục? Tao cho mày biết. Ai thằng nào? Đâu có ai xúi dục con đâu tía. Tía, đừng nghe lời ổng nghe tía. Cái này là ông Tèo rủ ổng á tía. Suốt ngày hai người hay cái rù rì rủ rỉ hoài à. Xong rồi đi tè đẹp mất tiêu luôn á tía. Ê mày, lại là cái thằng ôn dịch cái thằng Tèo nữa. Tao mà gặp thằng Tèo ngang, tao đập cho nó què giò, thấy không? Lần này đó, cảnh cáo đó. Dạ. Tao tha cho đó nghe. Dạ, cảm ơn tía. Lần sau là chết cho tao nha. Trời ơi, vậy đó. Tía tha con rồi mà. Tha nhưng mà quýnh giặt mặt một cây. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng hỏng thành. Nhà đang có cái xe đang đi ngon lành, tự nhiên chở trứng. Đúng là không có cái xe, cũng như cục cái chân vậy. Ủa, may quá, có thằng Tèo chạy xong đó ôm kìa.
Ê tao. Chết cha. Tao. Tao. Ôn dịch vật này nó làm gì ta? Gặp mình tự nhiên nó chạy như ma đủ đó vậy. À, tí chơi chơi mạnh tay dễ sợ. À, mặc hai quần không hôn bây giờ là cái nít nở hoa luôn rồi. Sao rồi? Tình hình cái đít sao rồi? Nát bét chưa? Mày giỏi lắm. Nhớ ha. Nhớ cái gì? Ai biểu ông không cho tôi đi làm chi? Cho mày đi hả? Là bây giờ cái đít mày nở hoa giống như đít tao luôn rồi đó. Trời. Ông nghĩ tôi đơn giản vậy hả? Nếu mà ông rủ tôi đi chung á thì tôi đâu có mét tía, tía đâu có biết đâu. Alo. Tèo tèo. Mày rảnh không? Đi câu cá. Đi câu cá chứ không phải đi bắn cá à nghe. Mai gặp. Anh Bảy. Vậy. Ngày mai á anh với anh Tèo đi đâu vậy? Cho em đi chung với nha. Muốn đi hả? Đừng có mơ. Đi chung với mày để tao lên rừng tao chơi khỉ sướng hơn. Ông nhớ nha, ông cho tôi đi nha. Tôi mét tía đó. Hả? Mét tía hả? Thách mày đó. Con Bảo. Cái răng tôi dễ chứ trời. Thấy chữ Y. Trời. Đói game show gì đâu mà tổ chức cái mấy câu hỏi dễ không. Có gì vui hết. Ủa, mày xem cái gì mà mày la lối ôm sòm vậy? Tao chổng cũng không yên, tưởng mày nói chuyện gì với ai ngoài này. Dạ con đang coi mấy cái game show, thử trả lời mấy câu hỏi. Mà chương trình gì đâu tiếc. Toàn câu hỏi dễ không à. Không có xứng đáng với cái đẳng cấp của con gì hết tiếc. Nếu giỏi vậy thì đi đăng ký thi đi. Kiếm tiền đem về đây, ngồi đó nó hay không à. Chứ con cũng đang định tính vậy chứ. Nhưng mà con phải lựa chương trình nào nó phù hợp với cái đẳng cấp của con. Đến lúc đó ha, con đem tiền với tía hả, tía tha hồ xài luôn. Nói giỏi lắm. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà khi lên tới chảnh á, ấp a ấp uống như gà mắc đẻ. Nhưng mà coi tía đừng khi dễ ba giai này nha. Y quy của con là vô cực, không có gì làm khó được con. Cái này tự phong nha, không ai công nhận. Nói không biết nhục. Mà sao con thấy kỳ kỳ tía. Con là con ruột của tía mà, sao lúc nào tía cũng cứ làm nhục ý chí con hoài tía. Con thông minh thì tía cũng được nở mày nở mặt với bà con xẻo lá mà tía. Thì đúng á, con là con của tía nên hiểu con nhiều nhất á chỉ có mình tía thôi. Nhìn con á thì cũng thông minh lắm, nhưng mà cái tính lanh chanh lóc chóc đó là chỉ có hại mình thôi nha con. Thôi được rồi, tía cứ đợi đi. Kể từ nay con sẽ làm cho tía phải công nhận chuyện đó. Con ráng đi. Con làm sao á tía tâm phục khẩu phục. Nè, con nói cho tía biết nha, cái tụi tám tàng bảy cọ hễ mà gặp chuyện khó đều đến kiếm con làm quân sư hết đó nha. Tưởng ai tám tàng như bảy cò nó nhờ con làm quân sư. Con làm quân sư giỏi quá ha. Chứ sao, nên lần nào con quân sư xong nó cũng bị ăn đòn tét đít đít á. Cho ly cà phê đá cho cô Hồng. Cô Hồng.
rớt tiền kìa. Rớt tiền? Ai rớt? Tôi chọc chị thôi, chứ không ai rớt tiền hết á. Anh giỡn kỳ quá. Chứ tôi vô nãy giờ tôi gọi 2-3 lần mà cô đâu có nghe đâu. Mà coi bộ cô đang nghĩ chuyện gì mà thấy thở ra mệt mỏi vậy. Anh biết không, tôi tức quá đi à. Vậy chị tức chuyện gì? Anh biết vợ chồng có cái con chín mà nó hay đánh bài không? Ừ. Sao? Nó thiếu nợ tôi hả, bao nhiêu lâu dai dẳng không chịu trả gì hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi nó không có tiền sao? Làm gì có chuyện đó. Tôi nghi á là nó không chịu trả, nó muốn quỵt tiền của tôi á. Mà tại sao chị nghĩ là tụi nó như vậy? Tại tôi đi ngang nhà nó, tôi thấy nó ăn nguyên một con gà luôn á. Trời, ăn nguyên con gà mà không có tiền trả cho chị. Thì đó, tôi nói chuyện ý chang như anh vậy. Tôi nói à, ăn nguyên con gà mà không trả tiền cho tôi. Anh biết nó trả lời sao không? Rồi nó trả lời sao? Anh có tưởng từ nó trả lời sao không? Nó nói tại vì nó nuôi con gà mà nó nuôi không nổi cho nên nó phải ăn luôn. Trời, cái kiểu này nó muốn nói ngang rồi đó. Chứ còn cái gì nữa, bởi vì tôi mới tức. Anh Năm, anh coi có cái cách nào anh chỉ tôi để đòi nợ đứa nó được không? Làm gì vậy? Chị Hồng. Đi đâu vậy? Dạ, em định qua nhà thím Hai á, nghe thím Hai bán mấy tấn của mì luôn, qua lụm mới về ăn. Trời trời, cái gì bộ hôm nay ngán cơm gạo đi ăn mì? Dạ, không phải ngán, mà sao? Không có hột gạo để nấu cơm nữa. Trời đất, khổ dữ vậy hả? Trời khổ lắm chị. Tội không? Rồi chồng mày đâu? Dạ, chồng em á, ảnh đi lên sớm trên, ảnh xin phụ hồ rồi. Thôi thì hai vợ chồng mày á, ráng mà làm để kiếm tiền trả nợ cho tao. Dạ. Chứ tao đã cho mượn không có lấy lời rồi. Mà cứ để lâu quá tao đòi hoài tao cũng ngại. Dạ em biết, em cũng ngại lắm á chị. Rồi còn mày á, cũng vậy nữa. Đừng có bài bạc á, chơi bời hả, quá để mày dành dụm tiền chứ chưa. Đúng bài hả? Bỏ qua nay rồi. Rồi nhà cửa mày vậy rồi mày đi ai coi? Đâu cần coi. Sao vậy? Có gì đâu coi, nhà nghèo cái bà luôn. Chỉ là nghĩ là sai rồi nha. Tao nói cho mày biết nha, tại đây, ở cái chỗ quán của tao á, mày biết rồi đó. Nó là một cái trung tâm, coi như là cái chuyện gì cũng biết. Tất cả mọi tin tức á đều ở đó là đều biết hết. Mà cái gì tao cũng biết hết, từ đầu trên xóm dưới cái chuyện gì tao cũng biết ha. Tao thấy tụi nó hả, nghe nói rằng là tụi nó hả đang rình mò cái nhà của mày. Rình hả? Ừ. Ai? Cái tụi ăn trộm chứ ai. Trộm hả? Ừ. Nhà nghèo có đầu lấy gì rình. Thì tao nói vậy đó, mày tin không tin là tùy mày ha. Cho nên đó đừng có nói tại sao mà tao không nói nha. Đừng nói à, bà không có biết mà không nói nha. Tao thương tao mới nói á. Vậy nha, tao đi chợ đó. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có nhiều không. Tiền cho con đi để đó nó bay hơi, chứ tiền nhiều chứ tiếc làm chi cô Hồng ơi. Mày đâu vậy? Ủa, quán mình này bán thêm cháo lòng tiết canh hả? Hỏi ngộ trời. Qua uống nước chơi chi. Làm con ly cà phê đá đi. Từ từ đi, đợi một chút, tao đang đếm tiền giữa chừng mày làm cho tao hả quên hết trơn à. Đây đếm giùm cho. Ê, nói nghe nè, bà dài, sao tía mày hả qua giờ tao không thấy ổng qua uống cà phê vậy? Sao con biết được? Xê. Gì? Bữa nay bà đặt hỏi thăm tía con đồ. Thì có chuyện tao mới hỏi chứ mày ngộ quá. Chuyện gì nói con nghe đi. Con về con nói lại cho tía con. Không có được. Cái chuyện này là chuyện của người lớn, con nít không có được xía vô. Xía. Chuyện người lớn đồ. À, hay là cô Hồng với tía con đang nói chuyện bí mật. Bậy bạ. Cái chuyện gì? Mày làm gì vậy là sao? Đừng có nói bậy đó bà, rồi hiểu lầm chết nha mày. Chuyện chờ xíu thôi mà. Dạ kiểu ghét à. Ủa tía. Năm, trời ơi, em nhắc anh đó hả, mới nhắc anh cái là anh tới liền à. Chị trông tôi có chuyện gì vậy? Nè. Ủa? Tới tiền. Sao tự dưng đưa tiền cho tôi, là sao? Trời ơi, anh không nhớ cái vụ hôm bữa mà anh chỉ tôi cái vụ mà đòi nợ vợ chồng chính hả? À, nhớ rồi, làm sao, chị kể tôi nghe coi. Đó, tôi theo cái kế của anh á, tôi mới nói với nó chứ. À,
nhà mày á là có ăn trộm đang rình nhà mày á, rồi á mày coi chừng nha, nó vô hả nó lấy hết đồ của mày á, kêu bắt đầu nó nói nhà tôi nó có gì đâu lấy vậy à. Nhưng mà nó cũng sợ nha, cái xong nó chạy về nhà, cái nó chui cầm giường nó kiểm tra tiền, cái tôi mới chạy theo, tôi bắt liền tại trận, tôi bắt mới trả tiền cho tôi, nó trả liền. Vậy là lấy lại được hết tiền rồi ha. Dạ. Chúc mừng chị nghe. Công nhận á, anh đúng là quân sư à. Chị cứ nói quá, chuyện bình thường thôi mà. Sao bình thường được, cái này là không nhờ anh đó làm sao mà tôi lấy được tiền lại được, coi như là tôi lấy lại được khúc ruột của tôi á. Nói quá không? Sao quá? Mày nghĩ có đúng không? Người ta hay nói câu á, đồng tiền nó liền với khúc ruột. Anh nói đúng không? Chứ mất tiền coi như mình đứt cái khúc ruột của mình rồi. Hả? Mà đứt ruột là sao? Là phải mất mạng không? Mà mất mạng là coi như tôi. Xong. Anh nói đúng không? Chẳng qua là hôm bữa đó còn không có ở đó thôi. Chứ ba mấy cái chuyện nhỏ đó hả? Phát một xong. Y quy vô cực mà. Trời ơi, nó ganh tị đó anh. Ta biết rồi, mày thì cũng giỏi, cũng nhiều mưu kế lắm. Nhưng mà dù sao á, cũng còn thua tía mày. Học hỏi tía mày nữa chứ, đúng không anh? Đúng rồi chị. Ủa, tía Tê làm gì tê? Viết thư pháp không thấy sao còn hỏi? Thì con biết là viết thư pháp rồi, nhưng mà ý con hỏi là viết để làm gì á? À, con biết rồi. Tía tính đổi sang nghề thầy đồ, viết thư pháp để bán kiếm tiền đúng không tê? Bởi ta nói á, nông cạn vẫn là nông cạn. Cái bộ hệ viết thư pháp là chỉ có bán thôi hả con? Ủa chứ để làm gì thế? Để rèn luyện tâm tính. Mà ngoài ra thư pháp nó cũng là một nghệ thuật nữa, con hiểu không? Trời ơi, con thấy quẹt quẹt dễ ợt, con viết cũng được. Nè nè, chưa học bò đã là học chạy rồi, như vậy là không hay đâu nha con. Trời, tía đừng coi thường ba giai này nha. Y quy của con là vô cực á, không có chuyện gì mà ba giai giải quyết không được hết. Ở đời đó, sống thì học chữ khiêm nhường nha con. Nhưng mà khiêm nhường nhiều quá người ta nói mình là ba xạo. Con ở đây là chỉ tự tin thôi mà. Tự tin với tự cao á, nó xì xích nhau có chút xíu à. Nhưng mà con thấy con thông minh. Mình thông minh thì mình thừa nhận. Có sai gì đâu mà phải sợ hết tía. Thôi được, tía cũng hy vọng con không phải là ngựa non háo đá là được rồi. Được, con sẽ chứng minh cho tía và cả xóm xẻo lá này biết con hơn cha là nhà có phúc. Sao kỳ vậy ta? Xóm xẻo lá gì đâu mà bình yên quá vậy trời. Không thấy gia đình nào cãi lộn cãi lạo hết gì cả. Thằng quỷ. Tế. Xóm viền đang yên ổn mà không tốt sao? Không lẽ mày muốn ấy, xẻo lá này nó nổi sóng gió là mày phải chịu à? Con không có ý đó. Nhưng mà con thấy nghi nghi hết tí. Mày nghi cái gì? Nghi mọi người có chuyện mà giấu. Điên. Tôi tự nhiên chửi con điên. Đó, tới nhìn coi. Y quy của con là vô cực, mà bây giờ không có đất dụng võ, có phải là quá uổng? Quá uổng đúng không? Mà tiếp. Tía có chuyện gì ẩn khuất không? Tía nói đi, con giải quyết cho. Giữa cha con với nhau, con không lấy tiền phí đâu. Thôi tôi không cần. À, nhưng mà cần đó. Đó, thấy chưa? Nhìn cái điệu bộ căng thẳng bí bí là con nghi rồi. Tí nói đi. Có rảnh không? Rảnh. Người đang chờ việc mà. Nhà hết trà, hết cà phê rồi. Con chạy ra chợ mua cho tía đi. Tí nghĩ sao vậy? Y quy của con là vô cực, là để giải quyết những cái chuyện lớn, những cái chuyện quan trọng.
Còn mấy chuyện bình thường đó con không làm đâu. Tí tự đi mua đi. Vậy nói hay lắm á. Thôi được rồi, để hơi tí nhờ thằng Tèo chở tí đi mua cũng được. Mà tí nói thiệt cái con nha, thằng Tèo coi tưng tửng vậy đó mà còn nhờ được việc hơn con đó. Anh Năm ơi, anh Năm ơi, nhà tôi có chuyện. Nhà anh Năm ơi. Có chuyện gì vậy chị? Thằng Tí nó mất tích rồi. Hả? Mất tích à? Ừ, thường thường á là nó đi chơi có một chút xíu cái nó về à. Còn ngày hôm nay nó đi từ sáng tới giờ á, không thấy tâm hơi nó đâu hết trơn á. Mà chị đã đi tìm hết chưa? Trời ơi, tôi đi tìm khắp nơi hết rồi, không thấy nó đâu hết á. Này nó đi đâu người ta? Nó đi đâu ta? À, nè ba Giai. Dạ. Thường thì tía thấy con hay nói là con giỏi đúng không? Hôm nay có việc con mừng rồi đó. Bây giờ con phụ chị đi tìm tí được không? Dạ được. Tía với dì cứ yên tâm, y quy của con là vô cực. Qua nhận định ban đầu, con đánh giá đây là vụ án vô cùng nghiêm trọng. Đừng lo, y quy của con là vô cực. Dì, theo con. Cảm ơn anh. Đi ba trai. Đi đâu? Tí ơi Tí, Tí ơi, Tí ơi Tí, Tí con đâu rồi Tí ơi? Nè, cái chỗ này nè là cái chỗ thằng Tí nó hay chơi bắn bi nè. Tí ơi, con đâu rồi? Rồi, bây giờ dì cứ bình tĩnh đi để đi con đi khảo sát hiện trường. Dễ giờ như là đi truy tìm tội phạm vậy. Dạ. Tao mới mua cho nó hôm qua nè. Ờ. Mà dép này á, con thấy hình dáng của nó chắc chắn thì phải là dép của một bé trai gì đâu. Lãng xẹt. Nãy giờ tao kiếm một tí chứ tao đâu có tìm con tí đâu nè. Ờ, theo cái kinh nghiệm của con á thì chứ kích thước bề ngang bề dọc mình có thể suy ra được cái chu vi và diện tích, từ đó suy luận dép này phải là dép của bé trai từ 6 đến 7 tuổi. Trời ơi, tao đang sốt ruột quá, mày làm ơn mày kiếm giùm tao giùm cái đi, cái mày nói ngồi dài dòng quá rồi tao cũng muốn điên luôn với mày luôn á. Thì mình phải phân tích nhận định đánh giá đối tượng rồi mình mới tìm được đối tượng chứ. Nhìn em cứ bình tĩnh để cứ suy luận đã. Ờ, coi mà tại sao một đôi dép mà chỉ còn một chiếc dép ở đây thôi ta? Vậy là sao ta? Sao là sao? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Tí ơi, mày con ở đâu? Thằng Tí nó bị bắt cóc rồi. Nó chết rồi. Có thể nó bị bắt cóc quá. Mà sao mày biết nó bị bắt cóc? Chở quậy. Y quy của ba Gia này là vô cực mà, gì con không biết. Mày suy luận như sao mà nói nó bị bắt cóc? Đây nè, dì Năm thử nghĩ coi. Cái khu vực đất này là khu vực đất vắng, nhưng cũng sẽ có nhiều người qua lại. Và trong số người qua lại đó chắc chắn sẽ có người lạ. Rồi trong lúc thằng Tí nó đang chơi thì người lạ đến thình lình bịt mắt bắt nó đi. Và theo phản xạ tự nhiên của một đứa bé thì nó sẽ nhảy chuột, nó sẽ rớt chiếc dép này lại. Và chiếc dép còn lại chắc chắn nó đang mang trong chân thằng bé. Vậy là nó bị bắt cóc rồi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Trong nước mênh mông như vậy cháu tôi làm sao? Đi kiếm nó giùm cho dì đi con. Con ơi. Chị Năm bình tĩnh, đừng khóc nữa. Bây giờ khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì hết. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao để cứu được thằng Tí về, hiểu không? Ừ, giờ làm sao? Theo con nghĩ là bây giờ mình phải tìm cách để mà đi cứu thằng Tí về. Chị Năm. Sao? Ừ, bây giờ mình nên đi báo công an đi, để cho họ tìm kiếm rồi dẫn thằng Tí về. Chứ con chỉ suy luận mà, mấy chuyện đó con không can thiệp được. Trời ơi, nói vậy nãy giờ đi báo mẹ nó công an đi, cho mày đứng mày nói tao một hồi rồi cái bây giờ dốt cuộc cũng đi báo công an vậy thôi. Đi Ngoại, ngoại ơi ngoại. Tí, trời ơi con ơi, con đi đâu mà con để cho ngoại kiếm con quá chừng quá đất vậy hả? Nó sợ quá nên chạy trốn đó. Tính ra nhỏ này gan dạ thiệt tía.
nó chạy trốn khỏi bọn bắt cóc đúng không tiên? Lanh tà lọt không à. Ai đó đều bị bắt cóc, nó bị bắt cóc hồi nào? Nó trốn bà ngoại đó đó. Ủa sao nó trốn bà ngoại nó? Ủa sao con trốn ngoại? Nó chơi tạc lon, lỡ mất chiếc dép. Mà nó nói dép bà ngoại nó mới mua, thành ra nó sợ, nó không dám về nhà. Rồi mai sau tôi đi gặp nó khóc, tôi hỏi nó mới kể tôi nghe. Với lại hồi nãy chị nói chị đi tìm nó, nên tôi dắt ở đây luôn nè. Trời ơi, sao con dại vậy? Mai mốt có chuyện gì á thì nói với bà ngoại nghe. Bà ngoại không có đánh đâu nghe không con? Thôi, hai bà cháu gặp nhau rồi. Thôi, mạnh ai về nhà nấy đi. Nè, đưa dép cho nó đi con. À, mang dép vô đi. Cảm ơn anh Năm nhiều lắm nha. Đi con. Cảm ơn anh Năm. Kỳ vậy trời. Công sức ta dẫn đi kiếm rồi suy luận quá trời quá đất luôn. Cuối cùng một tiếng cảm ơn cũng có nữa. Cảm ơn con Kỹ Khô. Gặp tao tao còn chửi cho mày tắt bếp luôn đó. Suy đoán bậy bạ, hù người ta sợ muốn chết luôn. Thì tao biết đó, thầy bói lâu lâu cũng bói trật quẻ có sao đâu. Giúp người thì tốt, nhưng mà con đừng có tự cao tự đại, tự cho là mình giỏi. Ở đời đó phải nên có tính khiêm nhường và học hỏi con biết không? Nên người ta mới nói gì nhiệt tình gì đó. Nhiệt tình cộng với ngu dốt đâm ra phá hoại. Biết vậy là tốt rồi đó. Thôi đi theo tía về nhà, tía chỉ cho viết thư pháp đi. Đẹp quá tía. Tía tía, giờ thì con đã học được cái câu là áo mặc sao qua khỏi đầu rồi tía. Ai nói áo mưa mặc qua khỏi đầu hết ráo á. Ủa vậy hả? Hay hay. Mà công nhận nha, con cần phải học hỏi tía nhiều quá tía. Chị chỉ con viết này tía.